Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 7. Chuyện Dương Diệp làm rất nhanh đã bị đầu lĩnh của đội hộ vệ thành An Nam trình lên chủ thành Kinh Châu, phó thành chủ Mã Vinh của chủ thành Kinh Châu đang rất tức giận. Dương Diệp không chỉ gần như diệt sạch tộc người ta mà còn giết luôn thành chủ thành An Nam ở trên đường, đó là đang coi thường luật pháp của đế quốc Đại Tần, tất nhiên quan trọng nhất là thành chủ thành An Nam này còn là người của y nữa. Thế nên y lập tức phái người đi thông chi cho phân hội của công hội Phù Văn Sư ở chủ thành Kinh Châu, mời công hội Phù Văn Sư phải nghiêm trị hung thủ. Chấp sự của phân hội Phù Văn Sư ở Kinh Châu xem xét tư liệu của Dương Diệp, khi phát hiện Dương Diệp là đệ tử của Lâm Đại Sư thì ý nghĩ vốn muốn truy nã Dương Diệp trong nháy mắt đã tan biến. Đùa chắc, gã đi xử lý đệ tử của Lâm Đại Sư, đúng là gã có quyền xét xử Dương Diệp. Nhưng bảo gã vì một liễu gia chẳng chút quan hệ gì cùng một tiểu thành chủ mà đi đắc tội Lâm Đại Sư. Đầu gã cũng đâu có bị cửa kẹp. Thế nên gã chấp sự này này ba hoa bảo rằng Dương Diệp không thuộc phạm vi cai quản của gã nên bảo Mã Vinh hãy đi thành Triều Dương. Thấy chấp sự của công hội Phỉ Văn Sư từ chối thì Mã Vinh giận đến suýt nữa nổ cả phổi, có điều y lại không dám nổi đóa với người của công hội Phù Văn Sư, nhưng bảo y nhắm mắt làm ngơ thì y không cam lòng. Vì thế y đến thành Triều Dương tìm chấp sự Triều Dương. Có điều Lưu Vinh không ngờ khi y nói rõ ý định đến đây thì chấp sự thành Triều Dương cũng biến sắc đanh lại, hơn nữa còn hạ lệnh tiễn khách, bảo, xin lỗi, ta không có quyền xét xử Dương Diệp, hắn được tổng bộ đế đô trực tiếp quản lý, người đến đế đô đi. Lần này thì Mã Vinh không tức nữa, có thể leo lên được chức phó thành chủ thì y tất nhiên không ngu ngốc, y biết, tên Phù Văn Sư tứ phẩm Dương Diệp này chắc hẳn lai lịch không nhỏ. Cho nên sáp lại vào tên chấp sự thành Triều Dương này hỏi thăm lai lịch Dương Diệp. Hắn là đệ tử của Lâm Đại Sư Lâm Sơn. Nói xong câu này thì tên chấp sự cũng xoay người đi vào phòng mình. Nghe được câu này thì Mã Vinh ngớ ra một lúc, sau đó mồ hôi lạnh lại chảy ra. Trời ơi, mình thế mà lại đi tìm người xét xử đệ tử của Lâm Đại Sư, đây là mình muốn tự tìm đường chết sao? Đừng nói tới y chỉ là một phó thành của Đại Thành. Ngay cả hầu gia trưởng quản toàn bộ binh quyền của Kinh Châu cũng không dám tùy tiện đắc tội với Lâm Sơn. Mà lúc trước y còn chạy khắp nơi đi tìm người xử Dương Diệp, chuyện này với tự tìm đường chết đúng là chẳng có gì khác nhau. Nhưng chuyện này cũng không thể cho qua như vậy, dù sao Dương Diệp cũng đã giết thành chủ thành An Nam trên đường cùng diệt tộc người ta, nếu y không truy cứu việc này thì đế quốc Đại Tần chắc chắn sẽ không tha cho y. Mà nếu y truy cứu thì người của công hội Phù Văn Sư sẽ lợi dụng giao thiệp của bọn họ ở đế quốc Đại Tần mà chơi chết y. Mà y lại không thể giống như người cấp dưới giao chuyện cho cấp trên, bởi vì ở Kinh Châu y là người cấp trên kia. Tuy Kinh Châu còn một người thống lĩnh trên danh nghĩa nữa nhưng y không dám tâu chuyện này lên cho gã, bởi vì sự tồn tại của y là để xử lý mấy chuyện như thế này, nếu mà y tâu lên thì cũng đại biểu cho việc y chẳng còn giá trị để tồn tại nữa. Truy cứu thì có chuyện. Mà không truy cứu cũng có chuyện. Ra khỏi cửa công hội Phù Văn Sư thì Mã Vinh càng nghĩ càng giàu, càng nghĩ càng xoắn, cuối cùng nhìn không được mà bùng nổ mắng, mẹ kiếp, một tên thành chủ nho nhỏ cùng một gia tộc hết thời mà dám gây sự với đệ tử của Lâm Đại Sư, người chết thì không sao, con mẹ nó đừng có kéo theo ta chứ. Ta làm phó thành chủ dễ dàng lắm à. Mắng thì mắng nhưng cuối cùng Mã Vinh vẫn đi tới công hội Phù Văn Sư ở Tần Đô để gặp Lâm Sơn. Lần này y không còn muốn xét xử Dương Diệp nữa mà chỉ nói chuyện Dương Diệp đã làm ở thành An Nam mà thôi, tất nhiên y cũng chẳng dám thêm mắm dặm muối gì. Nói xong chỉ im lặng chờ Lâm Đại Sư trước mắt trả lời. Mà qua một lúc lâu Lâm Đại Sư ở trước mắt cũng chẳng nói gì, y ngẩng đầu lén liếc thử thì thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, bởi vì Lâm Đại Sư Lâm Sơn trước mắt này vậy mà đã ngủ. Gắng nén giận, Mã Vinh khẽ cất tiếng, Lâm Đại Sư, ngài xem việc này. Hả? Lâm Sơn mở mắt nhìn xung quanh một lát sau đó lại dụi dụi hai mắt đang lim dim, nhìn Mã Vinh nghi hoặc hỏi, ngươi là? Mí mắt Mã Vinh giật giật, trong lòng tựa như có vạn con ngựa đang lao qua, hít sau một hơi, y cố nén lửa giận trong lòng rồi lặp lại câu chuyện vừa rồi đã kể một lần nữa. Nghe Mã Vinh nói xong thì Lâm Sơn chau mày lại, nói thằng nhóc này lại xông vào thành An Nam để gây đại họa, đúng là thằng vô liêm sỉ mà, ngươi yên tâm đi. Ta tuyệt không bao che cho nó, ta sẽ đích thân sách nó về dạy dỗ lại một lần, đúng là không ra gì mà. Thế là xong, Mã Vinh sững sờ, sau đó lại nói, Lâm Đại Sư, theo luật Đại Tần. Lâm Sơn bỗng đứng lên, có hơi tức giận bảo, không phải ta nói rồi sao, ta sẽ phạt nó, ngươi còn muốn gì nữa? Có phải ngươi muốn giết chết đệ tử của ta?
Hả? Nói xong thì trên người lão tỏa ra một luồng huyền khí đỏ rực, tựa như núi lửa trực chờ phun trào. Mã Vinh liên tục lui về sau, nói, Lâm Đại Sư bất giận, ta không có ý đó, thật không có mà, chỉ là ta phải cho cấp trên một câu trả lời mà thôi. Lâm Sơn hừ một tiếng, nói, ngươi không cần khai báo đâu, ta sẽ tự đi tìm Lý Thừa Tướng của các ngươi mà xử lý chuyện này, ngươi đi đi. Nghe thế thì Mã Vinh thở hắt ra mộ hơi rồi nói, cáo lui. Nói xong liền vội xoay người rời đi, cả đời này y không muốn liên can gì với Phủ Văn Sư nữa. Sau khi thấy Mã Vinh rời đi thì Lâm Sơn cười khổ một tiếng, nói, gia hỏa này cũng giống như Bảo Nhi, đều không phải người an phận mà. Dù Lâm Sơn chưa từng gặp Dương Diệp nhưng lão đã xem Dương Diệp là đệ tử của mình. Chuyện này không phải hoàn toàn là do thiên phú của Dương Diệp, mà là do lúc ở Kiếm Tông Dương Diệp đã cứu Bảo Nhi. Trong mắt lão thì Bảo Nhi quan trọng hơn hết thảy, cho nên dù Dương Diệp không phải Phù Văn Sư, không phải đệ tử của lão, hay chỉ là một người bình thường thì lão cũng sẽ đứng ra bảo vệ cho hắn. Bởi vì Dương Diệp đã cứu Bảo Nhi. Sau khi Dương Diệp cáo biệt ba người Thanh Hồng thì đã thu thập được rất nhiều tình báo về Bách Hoa Cung ở thành An Nam, sau khi lãng phí hết một ngày thì Dương Diệp cũng không ở lại nữa, thông qua truyền tống trận mà về lại Kiếm Tông. Sau khi về Kiếm Tông thì Dương Diệp đi tìm Tô Thanh Thi cùng Tiểu Giao, nhưng hắn không biết Tô Thanh Thi ở đâu nên đành thôi, sau đấy lại về Thanh Phong Cốc. Ở trên đá tảng Dương Diệp kêu Tiểu Gia Hỏa kia ra, sau đấy lại lấy quả đỏ mà Thanh Tuyết giao cho hắn lúc thua ra đưa cho Tiểu Gia Hỏa kia. Hắn rất tò mò không biết quả đỏ này có tác dụng diệu kỳ gì mà lại khiến Tiểu Gia Hỏa lúc trước chẳng tiếc gì giờ lại muốn cướp. Thấy quả đỏ thì Tiểu Gia Hỏa vội vàng ôm nó vào lòng, cái đầu nhỏ rụi rụi quả đỏ, miệng nhỏ hơi mở ra định ăn thì hình như nghĩ đến cái gì đó lại ngậm miệng lại, bộ dáng rất khó xử. Thấy dáng vẻ kia của Tiểu Gia Hỏa thì Dương Diệp cười bảo, nếu ngươi thích thì ăn đi. Tiểu Gia Hỏa lắc đầu, sau đó hóa thành một vệt máu tím tiến vào trong vòng xoáy của Dương Diệp, tiếp đấy lại dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp mà ném quả đỏ vào bể huyền khí ở vòng xoáy trong đan điền của Dương Diệp. Tiểu Gia Hỏa, ngươi làm gì thế? Thấy Tiểu Gia Hỏa làm vậy thì Dương Diệp hỏi. Móng nhỏ của Tiểu Gia Hỏa hô hô vài lần, dù có hơi khó hiểu nhưng Dương Diệp vẫn tường tận, cổ họng của hắn cuộn lên. Sau đó hỏi, người bảo trồng quả này vào trong thì sau này sẽ ra thêm nhiều quả khác à? Tử Điêu hưng phấn gật gật cái đầu nhỏ. Dương Diệp im lặng, Tiểu Gia Hỏa này đúng là quá phá phách rồi. Có điều hắn cũng không cần nó, chỉ cần Tiểu Gia Hỏa này vui thì việc gì cũng thuận theo nó thôi. Không để ý Tiểu Gia Hỏa nữa, Dương Diệp lấy hộp kiếm mà Bảo Nhi đưa cho hắn ra, nhìn phù văn bên trên hộp kiếm trong tay, Dương Diệp hơi do dự một lúc rồi sau đó rót huyền khí vào kiếm trong hộp. Huyền khí vừa rót vào hộp kiếm thì phù văn trên mặt hộp kiếm bỗng sáng lên, những phù văn đó như có linh hồn, nhanh chóng di chuyển khắp mặt ngoài của hộp kiếm. Mỗi một khắc, 36 chuôi linh kiếm hoàng giai thượng phẩm trong hộp kiếm lại bỗng bay vút ra khỏi hộp, hóa thành từng luồng ánh kiếm trôi nổi ở vùng trời phía trên rừng cây xa xa. 36 chuôi linh kiếm ở vùng trời trên rừng cây liên kết lại với nhau thành một vòng tròn hình thành từ 36 chuôi linh kiếm nhanh chóng xoay tròn. Mỗi một khắc thì 36 chuôi linh kiếm lại chĩa một mũi kiếm xuống dưới, sau đó lại bỗng lao cắm xuống rừng cây ở dưới kia. Rầm rầm rầm. Rừng cây này bỗng nổ vang, một trận núi rung đất chuyển, vô số lá cây đã tàn úa bay lên trên trời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau một khắc nữa, 36 chuôi linh kiếm lại hóa thành từng luồng ánh kiếm bay loạn ngang dọc trong khu rừng này. Chỉ trong một thoáng mà rừng cây này đã trở thành một mảnh bình địa trơ trọi. Uy lực của trận kiếm này đúng là đã khiến Dương Diệp chấn động, hắn tin, cứ cho là kiếm kỹ huyền giai thượng phẩm cũng không có uy lực lớn như trận kiếm này, và kiếm khí kiếm pháp phân linh của hắn cũng không có uy lực lớn như kiếm trận này. Có điều bộ kiếm trận này lại có một khuyết điểm, đó là lượng huyền khí cần tiêu hao quá khổng lồ. Trong lúc đang thúc giục kiếm trận này phát huy thì hắn chắc chắn phải không ngừng truyền huyền khí cuồn cuộn vào trong hộp kiếm. Như thế kiếm trận mới có thể vận chuyển. Mà như lúc này, chỉ mới chốc lát mà như sắp phát cạn huyền khí trong người hắn rồi. Dương Diệp vội dừng truyền huyền khí vào, hắn vừa dừng thì 36 chuôi linh kiếm đang bay loạn ngang dọc giữa rừng liền ngừng lại theo, sau đó lại hóa thành từng luồng ánh kiếm bay trở về hộp kiếm. Cái này có thể xem như là át chủ bài bảo mệnh vậy. Nhìn hộp kiếm trong tay, Dương Diệp khẽ nói. Một tia sáng màu tím lóe qua. Tử Điêu xuất hiện trước mặt Dương Diệp,
móng nhỏ của Tử Điêu chỉ cái hộp trong tay của Dương Diệp, sau đó lại chỉ bụng Dương Diệp. Người bảo bỏ hộp kiếm này vào trong vòng xoáy nhỏ hả? Dương Diệp ngạc nhiên hỏi. Tử Điêu gật gật đầu nhỏ. Dương Diệp do dự một lúc rồi lại gật gật đầu, có điều hắn hơi u sầu vì không biết làm sao cho đồ vật vào trong đan điền của chính mình được, rốt cuộc phải nói với Tiểu Gia Hỏa, ngươi giúp ta đi. Tiểu Gia Hỏa gật gật đầu, sau đó vung móng vuốt lên, tiến vào trong vòng xoáy của Dương Diệp cùng cái hộp kiếm trên tay hắn. Ngẩng đầu nhìn vệt trắng bạc nơi chân trời, Dương Diệp thấp giọng nói, phải đến công pháp các để xem có công pháp luyện thể nào không, ta phải mau thăng thành tiên thiên, mẫu thân, nhất định phải chờ con. Dương Diệp không nghỉ ngơi mà đi thẳng tới công pháp các, vì những thành tích mà Dương đạt được trong tháp kiếm nô, nên bây giờ hắn cũng được xem là một trong những người nổi tiếng ở kiếm tông. Trên đường đến công pháp các đệ tử ngoại môn khác nhìn thấy Dương Diệp đều hành lễ gọi hắn một tiếng sư huynh. Đối với việc này Dương Diệp có chút bất đắc dĩ, người khác cho hắn thể diện, đương nhiên hắn cũng không thể làm người khác mất thể diện, cho nên Dương Diệp hầu như đáp lễ lại tất cả mọi người, đến mức mặt sắp bị rút gân. Dương Diệp vừa đến cổng công pháp các liền bị một trưởng lão ngoại môn ngăn lại hỏi, tiểu tử, ngươi chính là Dương Diệp. Dương Diệp khẽ giật mình, sau đó gật đầu, nói, trưởng lão ngươi là. Vị trưởng lão này cười, nói ta là truyền công trưởng lão Yến Thúc, trưởng quản công pháp các, tiểu tử ngươi quả thật không tệ, vậy mà có thể trụ được đến tầng 22, nhớ năm đó lão phu đã bị đánh bại tại tầng 36. Ngươi rất giỏi, hãy chăm chỉ tu luyện. Lần sau lại dành một chỗ trên thanh vân bảng cho kiếm tông chúng ta. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, trưởng lão, ta có thể vào công pháp các chọn công pháp sao? Nghe vậy, Yến Túc trầm ngâm một chút rồi nói, theo quy củ kiếm tông, đệ tử ngoại môn muốn vào công pháp các chọn công pháp và huyền kỹ đều phải có những cống hiến cho tông phái. Tuy nhiên ngươi có thể là ngoại lệ, lão phu sẽ làm chủ, ngươi có thể tùy ý chọn một bản hoàng giai công pháp và huyền kỹ trên lầu hoàng tự. Về phần hoàng tự lầu ở huyền tự lầu, địa tự lầu và thiên tự lầu thì lão phu không thể làm chủ cho ngươi. Nghe Yến Túc nói, Dương Diệp liền cảm thấy rất có hảo cảm với trưởng lão trước mặt, hắn lập tức ôm quyền nói, đa tạ trưởng lão. Yến Túc cười, nói, đi vào đi, bên trong có một số hoàng giai công pháp, huyền kỹ rất tốt. Dương Diệp cảm ơn thêm lần nữa, sau đó đi vào công pháp các. Khi nhìn thấy những quyển sách trên kệ hoàng tự lâu, Dương Diệp vô cùng chấn kinh, thầm nghĩ không hổ là một tông môn lớn. Những quyển trục này cùng với hoàng giai công pháp, huyền kỹ vân vân số lượng cũng khoảng 10 vạn, 10 vạn công pháp và huyền kỹ, hơn nữa vẫn chưa tính hoàng tự của ba lầu trên, rốt cuộc là bao nhiêu cuốn sách. Kiềm nén sự kinh ngạc, Dương Diệp đến khu công pháp bên trái, hắn tạm thời không muốn luyện thêm kiếm kỹ. Dương Diệp đã có tật phong bộ, ngự kiếm thuật, phân linh kiếm pháp. Kiếm khí chỉ còn có chiêu hậu phát chế nhân hắn vừa sáng tạo nửa vời vẫn chưa nắm chắc kia, thời điểm hiện tại quả thật không hợp để tập một kiếm kỹ khác. Tham thì thâm, Dương Diệp hiểu rất rõ đạo lý này. Đối với những công pháp có thể nâng cao chất lượng huyền khí cùng số lượng công pháp thì Dương Diệp đều trực tiếp bỏ qua, chất lượng và lượng huyền khí của hắn căn bản không có vấn đề gì, đặc biệt là số lượng, nếu như vòng xoáy đan điền nhỏ chịu phối hợp, có lẽ hắn dùng mãi cũng không thể cạn. Cho dù không phối hợp, thì cũng đủ để hắn dùng cho cảnh giới hiện tại của bản thân. Hắn muốn tìm chính là loại công pháp cơ bản có thể tăng lực lượng nhục thân, tất nhiên trong thời thể chỉ xem trọng huyền khí hiện nay, công pháp luyện thể rất hiếm, Dương Diệp tìm gần một canh giờ, vẫn chưa tìm thấy một quyển công pháp luyện thể nào. Lại qua một canh giờ, lúc Dương Diệp sắp bỏ cuộc thì ánh mắt của hắn bất ngờ sáng lên, sau đó bước nhanh đến một góc kệ cầm một quyển trục ở tầng dưới cùng lên. Thổi lớp bụi đang phủ bên trên thì thấy trên quyển trục viết công pháp luyện thể bách luyện gân cốt. Thấy mấy chữ này, Dương Diệp vui vẻ, vội vàng mở ra nhìn thử. Bách luyện gân cốt chia thành 4 cấp độ, cấp 1 da thịt cứng cáp, cấp 2 da thịt như thạch ngọc, cấp 3 mình đồng da sắt, cấp 4 kim cương ngọc thể. Mỗi một lần tăng lên, lực lượng nhục thân và phòng ngự đều tăng vọt, nếu tu luyện đến cấp 4 thì những huyền kỹ bình thường khó có thể tấn công. Thấy đoạn giới thiệu này, Dương Diệp hơi thất vọng, hắn cảm thấy bách luyện gân cốt này có chút yếu. Vì hiện tại lực lượng nhục thân của Dương Diệp cũng đã ở mức da thịt như thạch ngọc. Chỉ cần cố gắng, hẳn là có thể đạt đến cảnh giới mình đồng da sắt. Nói cách khác, quyển công pháp này không có công dụng lớn với hắn, tuy nhiên có còn hơn không, đặc biệt trong này còn giới thiệu rất nhiều phương pháp rèn luyện không tồi. Cất quyển trục đi,
Dương Diệp chuẩn bị ra ngoài thì đúng lúc này hắn đột nhiên liếc mắt về phía vị trí bên cạnh cuốn bách luyện gân cốt ban nãy, lúc nhìn thấy trên đó để chữ hoàng giai thượng phẩm kiếm kỹ Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật, Dương Diệp khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới khu công pháp này còn có huyền kỹ, nhưng rất nhanh hắn liền cho rằng chắc là có sự nhầm lẫn đâu đây. Sự tò mò dâng lên, Dương Diệp lấy quyển trục đó ra, nhìn hai chữ Trảm Thiên trên bìa trục, thấp giọng nói, tên hay. Sau đó hắn mở quyển trục ra. Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật, hoàng giai thượng phẩm kiếm kỹ. Xem xét một chút, mắt Dương Diệp lóe lên, trên mặt xuất hiện nét hưng phấn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Dương Diệp mới cất quyển trục đi và nói, là thứ tốt, thật may ta đã không bỏ qua nó. Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật và chiêu thức hậu phát chế nhân mà Dương Diệp sáng tạo ra có cách thực hiện khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, coi trọng sự đơn giản, một đòn tất sát, không cần những động tác dư thừa khoe khoang. Đương nhiên, tuy nói bộ công pháp này rất mạnh, nhưng Dương Diệp biết muốn luyện thành thì rất khó khăn, bởi vì phải kết hợp tốc độ, lực lượng cùng độ chính xác một cách hoàn hảo mới có thể đạt đến hiệu quả vi diệu của Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật. Đối người khác mà nói có lẽ rất khó khăn, nhưng đối Dương Diệp lại không vì hắn có lý do riêng, hơn nữa Dương Diệp chỉ là cần dùng kiếm kỹ này để hoàn thiện hậu phát chế nhân của hắn. Trước kia lúc Dương Diệp dùng hậu phát chế nhân đã cảm thấy dường như thiếu chút gì đó. Cho đến hôm nay nhìn thấy bộ kiếm kỹ này Dương Diệp mới biết chính xác chiêu thức của hắn còn thiếu thứ gì. Chính là lực bạo phát khi rút kiếm, trước kia kiếm của hắn đều không cất vào vỏ, không chỉ có hắn mà tất cả những đệ tử kiếm tông khác đều không làm vậy, vì đa phần mọi người cảm thấy rất phiền phức. Kiếm để bên ngoài, tâm niệm vừa động thì kiếm liền bay ra, thuận tiện biết bao nhiêu. Ý nghĩ này cũng không sai, nhưng chiêu thức hậu phát chế nhân của Dương Diệp lại không như vậy. Bởi vì chiêu thức này coi trọng việc tìm kiếm sơ hở sau đó một chiêu tất sát, nhưng muốn làm điều này, không những chỉ cần lực, tốc độ, nhãn lực, còn cần lực bạo phát. Cũng chính là lực bộc phát trong Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật. Có chiêu thức Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật này, Dương Diệp có thể hoàn thiện chiêu thức hắn tạo ra, điều này khiến Dương Diệp có chút vui mừng. Cất kỹ hai quyển trục, Dương Diệp xuống lầu, sau đó đến trước mặt Yến Túc, nói, Yến trưởng lão, ta lấy hai quyển này. Thấy rõ hai quyền huyền kỹ trong tay Dương Diệp, Yến Túc nhướng mày, nói công pháp luyện thể. Dương tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không biết luyện thể là một việc rất thống khổ sao? Hơn nữa sau khi đạt được tiên thiên thì có thể dẫn huyền khí nhập thân, ngươi hoàn toàn không cần tận lực rèn luyện thân thể. Dương Diệp cười, nói, không có gì, ta chỉ muốn luyện thử một chút. Đương nhiên hắn sẽ không nói trước mặt lão nhân về việc thân thể hắn thích hợp để luyện môn võ công này. Nhưng giọng khuyên nhủ của vị trưởng lão này lại khiến Dương Diệp cảm thấy ấm áp. Nghe Dương Diệp nói, Yến Túc lắc đầu, sau đó nhìn một quyển trục khác mà Dương Diệp đang cầm, nói công pháp ta không nói, nhưng còn Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật này ngươi thật muốn luyện. Ngươi phải biết, đa số kiếm kỹ của kiếm tông đều coi trọng tốc độ nhanh, người khác đã đâm kiếm, mà ngươi lại đang chuẩn bị rút kiếm, chẳng phải sẽ thua thiệt sao? Dương Diệp nói, đa tạ ý tốt của trưởng lão. Nhưng ta vẫn muốn thử một chút. Yến Túc lắc đầu, nói, người tiểu tử này đừng trách lão già ta lắm miệng, từ lúc theo lão đầu tử nhận chức truyền công trưởng lão đến nay, ta vẫn chưa thấy ai có thể luyện thành Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật, không phải loại công pháp và huyền kỹ này không tốt, mà chính là độ khó của nó, thực sự rất khó khăn, hơn nữa công dụng của nó cũng chưa chắc tốt hơn với công pháp và kiếm kỹ khác. Nếu như người nguyện ý từ bỏ, ta có thể cho ngươi một cơ hội để chọn lại hai quyển khác. Dương Diệp cười khổ, nói, đa tạ ý tốt của Yến Túc trưởng lão, nhưng đệ tử vẫn muốn thử xem, nếu như thật sự quá khó khăn, đệ tử lại cống hiến cho tông phái một chút gì đó rồi lại đến đây đổi quyển khác có được không? Thấy Dương Diệp khăng khăng muốn tu luyện, Yến Túc thở dài một tiếng, nói thôi, thực lực và tiềm lực của ngươi nói không chừng có thể tu luyện thành công bộ công pháp và huyền kỹ này. Nhớ cho kỹ, công pháp và huyền kỹ của kiếm tông không thể truyền ra ngoài, trong một tháng nhất định phải trả lại. Nếu không sẽ bị xử phạt rất nặng. Thấy Yến Túc có vẻ đã chấp thuận, Dương Diệp thở ra một hơi rồi vội vàng gật đầu. Chờ Yến Túc đăng ký nhận công pháp huyền kỹ cho hắn xong, Dương Diệp cầm lấy rồi đi về phía Thanh Phong Cốc. Sau một hồi tập luyện, một âm thanh quen thuộc làm Dương Diệp dừng lại, sau đó nhìn qua phía âm thanh phát ra. Âm thanh khiến Dương Diệp cảm thấy quen thuộc này không phải của ai khác mà chính là Thanh Tuyết lúc trước mời hắn gia nhập tiểu đoàn ngoại môn. Lúc này Thanh Tuyết đang xanh mặt tranh luận cùng một tên nam tử tranh. Sau lưng Thanh Tuyết và nam tử này còn mười mấy tên đệ tử ngoại môn từ các trạm.
Dương Diệp không biết tên đang cãi nhau cùng Thanh Tuyết là ai, tuy nhiên người bên cạnh nam tử đang cãi nhau kỹ liệt kia thì Dương Diệp lại biết, bởi vì người này lúc trước có mâu thuẫn với hắn, chính là Giang Nguyên. Dương Diệp do dự một chút rồi đi qua. Dương Diệp vừa tới sau lưng mọi người, liền nghe Giang Nguyên hung ác nói, Thanh Tuyết, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói người của ngươi gia nhập đoàn thể của ta, hoặc giải tán đoàn thể của ngươi, nếu không thì sau này ngoại môn kiếm tông sẽ không có chỗ để ngươi đặt chân vào. Đối với tiểu đoàn thể của Thanh Tuyết, Giang Nguyên đã sớm thèm muốn, đây là tiểu đoàn thể mới thành lập duy nhất có thể chống lại đoàn thể của gã. Chỉ cần sát nhập tiểu đội này vào đoàn thể của gã, lại chờ những đệ tử này khảo hạch trở thành đệ tử nội môn, và những đệ tử trước đó đã vượt qua khảo hạch thành đệ tử nội môn, thì chẳng phải sau này họ sẽ tôn gã làm thầy sao. Thanh Tuyết không để ý Giang Nguyên mà nhìn về phía nam tử bên cạnh Giang Nguyên kia, mắt nàng lóe lên một chút kiêng kỵ, trầm giọng nói, Khương Văn Sư Huynh, ngươi là cường giả ngoại môn trên bảng cường giả, lại là đệ tử ngoại môn thế hệ trước, chẳng lẽ ngươi có hứng thú với đoàn thể nháo nhít này của ta sao? Nam tử tên Khương Văn cười, nói, Thanh Tuyết sư muội, ngươi cũng biết ta chỉ đứng thứ 26 trong kỳ khảo hạch nội môn, nhưng để trở thành đệ tử nội môn thì ta cảm thấy không chút khó khăn nào. Vì sao Khương Sư Huynh lại cùng Giang Nguyên đến ép sư muội? Thanh Tuyết nghi ngờ nói. Khương Văn nhìn Thanh Tuyết dò xét một hồi, sau đó nói, Thanh Tuyết sư muội, ta không có hứng thú gì với tiểu đoàn đại nháo của các ngươi, ta chỉ hứng thú với ngươi thôi, nếu Thanh Tuyết sư muội nguyện ý trở thành đạo lữ của ta thì giúp ngươi thu phục những tiểu đoàn khác cũng không có gì khó. Hắn quả thật không mạnh miệng, vì hai thế hệ đệ tử ngoại môn có thực lực đang cố gắng vượt qua hai tháng khảo hạch họ sẽ không có hứng thú với những tiểu đoàn này, nếu y ra tay thì sẽ giống như gió thu quét lá vàng rơi vậy. Nghe Khương Văn nói, Giang Nguyên đứng bên cạnh liền biến sắc, cao thủ gã mời đến hóa ra là một mầm họa lớn, vốn dĩ gã còn trông cậy đối phương sẽ giúp gã thống nhất các đệ tử ngoại môn, nhưng lại không nghĩ đến đối phương sẽ vì một nữ nhân mà bội tín với gã. Những đệ tử ngoại môn đứng sau Thanh Tuyết đều căm phẫn nhìn Khương Văn, nếu y không phải là cao thủ trên bảng đệ tử ngoại môn thì chỉ sợ sẽ bị mấy người này xông lên đập cho một trận. Đối với sự giận dữ của những đệ tử kia, Khương Văn như không nhìn thấy, hai mắt chỉ nhìn Thanh Tuyết rồi đánh giá. Vốn dĩ y cũng chuẩn bị giúp Giang Nguyên giải quyết tiểu đoàn thể gì đó, nhưng lúc nhìn thấy Thanh Tuyết, y đã lập tức thay đổi chủ ý. Nữ đệ tử kiếm tông vốn không nhiều, lớn lên đẹp như thế thì càng ít. Cho nên khi nhìn thấy Thanh Tuyết y liền động tâm trong nháy mắt. Sắc mặt Thanh Tuyết sắc mặt trầm như nước, nàng nhìn Khương Văn, khóe miệng hiện lên nét cười nhạo, nói, đây chính là cao thủ trên bảng đệ tử ngoại môn. Quả nhiên còn không bằng tiểu nhân nơi chợ búa, ép người khác làm đạo lữ của mình, ngươi nhìn cái đức hạnh này của mình đi. Ta thấy ngươi còn không bằng tên Giang Nguyên bên cạnh kia, ít ra hắn cũng không ti tiện đến mức này. Giang Nguyên thầm thống khoái trong lòng, so với Thanh Tuyết, hiện tại gã càng hận tên Khương Văn này hơn. Quả thực, kẻ mình mời đến lại muốn giúp đối thủ của mình, kẻ nào không tức chứ? Khương Văn nheo mắt lại, hàn quang chợt lóe lên, nói Thanh Tuyết sư muội. Ngươi phải chịu trách nhiệm cho lời nói vừa rồi của mình, còn nữa, sư huynh ta đây không ép ngươi, ta chỉ nói hy vọng ngươi trở thành đạo lữ của ta, mà ngươi lại mở miệng vũ nhục ta như thế, cho nên hoặc là ngươi nói xin lỗi ta, hoặc tiếp nhận lời khiêu chiến của ta, là khiêu chiến sinh tử đài. Nghe Khương Văn nói, những người sau lưng Thanh Tuyết xôn xao, sau khi bình tĩnh lại, bọn họ đều giận dữ mắng Khương Văn vô sỉ, ngay cả một số đệ tử phía sau Giang Nguyên đều lộ ra vẻ chán ghét. Đối phương đường đường là một cao thủ trên bảng đệ tử ngoại môn, thế mà lại đi khiêu chiến một đệ tử mới gia nhập ngoại môn kiếm tông, hơn nữa còn khiêu chiến sinh tử đài, quả thật là quá vô sỉ. Thanh Tuyết tái mặt, nàng cũng không nghĩ tới đối phương lại vô sỉ như vậy, xin lỗi. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, nhưng nếu chấp nhận lời khiêu chiến của đối phương lên sinh tử đài, nếu đối phương không giết nàng, thì cũng sẽ thỏa thích nhục nhã nàng. Đương nhiên, nàng có thể lựa chọn không chấp nhận. Nhưng nàng không thể, bởi vì tiểu đoàn thể của nàng vừa mới sáng lập, nếu sợ chiến vậy sau này đừng nghĩ đến việc tuyển thêm người ở kiếm tông. Ngay lúc Thanh Tuyết khó xử, một thanh âm trong sân bất ngờ vang lên, ta thay nàng tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Nghe được âm thanh này, mọi người giật mình, Giang Nguyên cùng Khương Văn nhướng mày, nhưng Thanh Tuyết lại rất vui vẻ, bởi vì đây chính là giọng nói của Dương Diệp. Mọi người nhìn về phía người nói. Khi thấy người đó chính là Dương Diệp thì đám đông bắt đầu xôn xao. Là Dương Diệp, lại là hắn, ha ha,
lần này lại có trò vui để xem rồi. Đừng cao hứng sớm, Khương Văn Thế chính là cường giả tiên thiên tam phẩm, trong khi Dương Diệp mới chỉ là phàm nhân cảnh, hắn có thể chiến thắng sao? Ngươi không biết gì cả, Dương Diệp có thể xông lên 22 tầng trong tháp kiếm nô, 22 tầng đó, ngươi có hiểu không? Ngươi chắc là biết Giang Nguyên đi, Giang Nguyên kia dùng thực lực tiên thiên cảnh thực lực nhưng chỉ có thể xông đến tầng thứ 16, mà Dương Diệp lại đến được tầng 22, ngươi biết điều này nói lên điều gì không? Nói cái mẹ ngươi, nói nội dung chính đi, lại nhảy nhiều như vậy. Hừm, điều này chứng tỏ thực lực của Dương Diệp đã bỏ xa cao thủ tiên thiên cảnh. Nhưng ta quả thật không nghĩ tới Dương Diệp lại ra mặt giúp Thanh Tuyết tỷ của chúng ta, chẳng lẽ hắn coi trọng Thanh Tuyết tỷ? Ông trời ơi, đừng như vậy chứ, Thanh Tuyết tỷ là của ta a a a. Cũng không lấy chậu nước tiểu soi thử mình như thế nào, như heo vậy, người nghĩ Thanh Tuyết tỷ sẽ coi trọng ngươi sao? Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, Dương Diệp đã đến cạnh Thanh Tuyết, khẽ gật đầu với nàng. Trước đó hắn không xuất hiện, chủ yếu muốn xem Thanh Tuyết hội sẽ xử lý điều kiện của Khương Văn ra sao, nếu Thanh Tuyết đáp ứng đối phương, vậy thì xem như hắn nhìn nhầm người. Vẫn tốt, người bằng hữu Thanh Tuyết này vẫn chưa làm hắn thất vọng. Thấy Dương Diệp, Thanh Tuyết cũng cười rồi gật đầu chào lại. Không hiểu sao, nàng có trực giác Khương Văn kia tuyệt đối không phải đối thủ của Dương Diệp. Tất nhiên nếu trước đó Dương Diệp và Giang Nguyên không đánh nhau một trận thì Thanh Tuyết cũng sẽ không có trực giác này. Người chính là Dương Diệp. Lúc này, Khương Văn mới nhìn Dương Diệp, trầm giọng hỏi. Đối với Dương Diệp, y cũng rất kiêng kỵ, đừng nói là y, không ai không kiêng kỵ Dương Diệp cả, hắn chính là một thiên tài có thiên phú vượt xa hơn cả yêu nữ. Dương Diệp nhìn về phía Khương Văn, nói Thanh Tuyết là bằng hữu của ta, mà ta cũng là người của đoàn thể do Thanh Tuyết đứng đầu, việc này có thể quên đi được không, sau này ngươi cũng không được đến gây phiền phức cho nàng nữa. Thấy ngữ khí Dương Diệp có chút yếu thế. Khương Văn nhất thời bật dậy, lập tức nói, quên. Trước đó nàng ở trước mọi người vũ nhục ta, việc này thì sao? Lại là một người không nói đạo lý. Dương Diệp đã hiểu, hắn lập tức gật đầu, nói, cũng được thôi, vậy thì cứ lên sinh tử đài đi. Nghe Dương Diệp nói, Khương Văn nheo mắt, trầm giọng nói, Dương Diệp, đây là việc giữa ta và Thanh Tuyết, ngươi thật sự muốn nhúng tay vào sao? Dương Diệp gật đầu, nói ta nói, Thanh Tuyết là bằng hữu của ta. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Lên sinh tử đài đi. Đối với người không thể giảng đạo lý, Dương Diệp sẽ không tiếp tục lại nhảy cùng họ, bởi vì như vậy thật sự rất ngu xuẩn. Thấy Dương Diệp hùng hổ dọa người, hàn quang trong mắt Khương Văn lóe lên, sắc mặt y trầm xuống, nói, Dương Diệp, ta thừa nhận thực lực và thiên phú của ngươi không tồi, nhưng đừng cho rằng với thực lực như vậy có thể dễ dàng khi dễ đệ tử ngoại môn xếp hạng trên bảng. Cao thủ ngoại môn xếp trên bảng bọn ta không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng được. Thấy đối phương đe dọa, Dương Diệp cười suy một tiếng, nói, ngươi thật sự quá đề cao chính mình, ngươi có thể đại diện toàn bộ người trên ngoại môn bảng. Được rồi đừng nói nhảm nữa, có đấu hay không đây, nói đi. Trả lời đi, có đấu hay không, chẳng phải trước đó hùng hổ lắm sao? Đúng đấy, làm sao, sợ rồi à? Nếu không sợ thì lên đi, sợ sao? Đệ tử ngoại môn xếp hạng trên bảng đều là loại ỷ mạnh hiếp yếu sao? Thấy người yếu hơn liền khiêu chiến, thấy người mạnh hơn thì im lặng, nếu ngoại môn trên bảng đều là những hạng người như vậy, về sau đánh chết lão tử cũng không thèm tranh ngoại môn bảng gì đó đâu. Chấm chấm chấm. Trong chốc lát, những đệ tử sau lưng Thanh Tuyết ngươi một câu ta một câu châm chọc nổi lên. Nghe được lời mọi người nói, Khương Văn nắm chặt song quyền. Trên trán hiện lên gân xanh biểu thị y chính là đang tức giận. Có vài lần y sắp nhịn không được mà đồng ý, nhưng lý trí nói cho Khương Văn biết không thể đồng ý, bởi đấu với một người có thể xông lên 22 tầng tháp kiếm nô, y một chút cũng không thể nắm chắc phần thắng. Thật lâu sau, Khương Văn hít sâu một hơi, sau đó oán độc nhìn Dương Diệp, xoay người rời đi. Chờ một chút, lúc Khương Văn chuẩn bị xoay người rời đi thì Dương Diệp đột nhiên lại lên tiếng. Khương Văn xoay người nhìn Dương Diệp, trán nổi gân xanh, hai mắt như thể muốn phun lửa, trầm giọng nói, thế nào? Nói xong huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, bộ dạng như muốn bùng phát. Chẳng thèm để ý đến cơn tức giận của Khương Văn, Dương Diệp nhàn nhạt nói, xin lỗi Thanh Tuyết đi. Dương Diệp, người đừng kinh người quá đáng. Khương Văn hung hăng trừng mắt nhìn Dương Diệp, cả giận nói. Thanh Tuyết dường như muốn nói cái gì, Dương Diệp khẽ lắc đầu với nàng.
sau đó nói với Khương Văn, nếu như ngươi không muốn xin lỗi, ta sẽ khiêu chiến ngươi ở sinh tử đài rồi giết chết ngươi. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thanh Tuyết, trong lòng Dương Diệp bắt đầu nảy sinh một ý nghĩ, đó chính là thành lập thế lực thuộc về hắn, hoặc là nói thành lập mạng lưới giao thiệp của hắn. Chỉ khi thế lực và mạng lưới giao thiệp hùng mạnh thì trong tương lai hắn mới có thể chống lại con vật khổng lồ Bách Hoa Cung này. Bằng không, với sức lực của một mình cá nhân hắn, đừng nói chống lại Bách Hoa Cung, có thể sống sót dưới sự chèn ép của Bách Hoa Cung hay không cũng đã là vấn đề. Mà hiện giờ chính là một cơ hội lập uy, lôi kéo lòng người. Tuy rằng thực lực bây giờ của những đệ tử ngoại môn này còn rất yếu, thế nhưng tương lai phần lớn mọi người trong này sẽ là trụ cột của kiếm tông. Nếu như có thể lôi kéo bọn họ vào lúc này, ngày sau khẳng định có trợ giúp với hắn khi đối phó với Bách Hoa Cung. Hoặc giả những ý nghĩ này về sau cũng không thực hiện được, thế nhưng đối với Dương Diệp mà nói, hắn nhất định phải nắm bắt từng cơ hội một, cho nên, lần này hắn không thể bỏ qua. Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, chúng đệ tử ngoại môn cả kinh trong lòng, Dương Diệp lại có thể tự tin như vậy, cho dù là hắn xông qua tầng thứ 22 thì cũng chẳng phải là vô địch đâu chứ. Phải biết rằng, Khương Văn thế nhưng đã là cường giả tiên thiên nhị phẩm. Hắn thật sự có nắm chắc giết đối phương sao? Sau khi mọi người hết kinh hãi thì chính là hưng phấn và kích động, đặc biệt là nhóm đệ tử sau lưng Thanh Tuyết. Trước đó bọn họ bị Khương Văn áp bức đến thở không thông, hiện giờ nhìn thấy Khương Văn bị Dương Diệp vẽ mặt ngay tại chỗ, bọn họ thật là giống như ngày tháng 6 uống được một chén nước lạnh, một từ thôi, sảng khoái. Mà nhóm đệ tử đứng sau lưng Giang Nguyên, ánh mắt một số người nhìn về phía Dương Diệp đã mang theo kính nể và cả đăm chiêu, tựa như đang suy tư cái gì. Đệ tử ngoại môn mới gia nhập kiếm tông tạo thành tiểu đoàn thể là vì cái gì? Chính là vì không bị người ta ức hiếp, vì có thể có đủ quyền phát biểu. Hiện giờ nhìn thấy Dương Diệp giúp tiểu đoàn thể của Thanh Tuyết kia, nhóm đệ tử sau lưng Giang Nguyên không khỏi thầm nghĩ trong lòng, nếu có đệ tử ngoại môn cũ đến ức hiếp mình, Giang Nguyên có thể đứng ra chút giận cho mình hay sao? Đáp án là không thể. Tuy rằng Giang Nguyên là hạng nhất luận võ ngoại môn, nhưng từ thái độ của Giang Nguyên đối với Khương Văn là có thể nhận ra. Nghĩ đến đây, trong lòng rất nhiều đệ tử ngoại môn sau lưng Giang Nguyên đã xác định chút ý nghĩ còn đang do dự trước đó. Nhìn thấy vẻ mặt của các đệ tử ngoại môn theo sau mình, Giang Nguyên trong lòng trầm xuống, y biết, tiểu đoàn thể mà y vừa mới xây dựng này hơn phân nửa là xong rồi. Dương Diệp cũng nhìn thấy được nét mặt của những đệ tử ngoại môn ấy, hắn chính là muốn kết quả này. Quay đầu nhìn về phía Khương Văn. Lúc này Khương Văn sắc mặt tái xanh, hai nắm đấm siết chặt, nhìn chằm chằm vào hắn, cứ như muốn dùng ánh mắt giết chết hắn vậy. Lúc này ngọn lửa giận trong lòng Khương Văn đã đạt đến đỉnh điểm, gã thật sự muốn loạn kiếm chém chết Dương Diệp ngay tại trận, Dương Diệp thật sự là khinh người quá đáng. Thế nhưng lý trí nói cho gã biết gã không thể làm như vậy, nhất là khi nghĩ đến kết cục của đoàn quân, gã không phải là không thể mà là không dám nữa rồi. Thế nhưng khi nhìn thấy biểu cảm xem kịch hay của đám đệ tử ngoại môn kia, lý trí của Khương Văn đã bị lửa giận đốt trụi. Gã là đệ tử trên ngoại môn bảng, gã không thể thua được, nếu như ngày hôm nay vì Dương Diệp áp bách mà xin lỗi, vậy thì sau này gã sẽ trở thành trò cười của cả ngoại môn. Ngay khi Khương Văn chuẩn bị khí phách một lần thì một đội đệ tử ngoại môn đi bên này. Nhìn thấy nhóm đệ tử ngoại môn này, Thanh Tuyết và nhóm đệ tử kia sau lưng nàng biến sắc. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Bởi vì bọn họ không biết nhóm đệ tử ngoại môn này, nói cách khác, nhóm đệ tử ngoại môn này là đệ tử ngoại môn thế hệ trước. Nhìn thấy những người này, Khương Văn thở phào nhẹ nhõm trong lòng, gã không cần lên sinh tử đài với Dương Diệp nữa. Gã chưa từng chiến đấu với Dương Diệp, thế nhưng gã biết yêu nữ đáng sợ, năng lực trước kia của yêu nữ còn không xông được đến tầng thứ 22, mà Dương Diệp lại làm được, thực lực này chính là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Khương Văn không quan tâm Dương Diệp nữa, vội vàng nghênh đón nhóm đệ tử ngoại môn kia, cung kính nói với người đệ tử cầm đầu, Khương Văn ra mắt Tần Phong sư huynh. Người trước mắt này gã không thể không tôn kính, bởi vì người này là Tần Phong, người xếp hạng thứ 2 trên ngoại môn bảng. Bây giờ trong nhóm đệ tử ngoại môn, ngoài yêu nữ ra thì người này chính là mạnh nhất. Tần Phong nhàn nhạt nhìn Khương Văn, sau đó ánh mắt rơi vào trên người của Dương Diệp mà nói. Nghe nói ngươi đã trở về cho nên ta cố ý tới tìm ngươi, có thời gian luận bàn một chút chứ. Hắn muốn nhìn xem thử người phá kỷ lục của yêu nữ là Dương Diệp đây có thực lực mạnh như thế nào. Dương Diệp nhìn Khương Văn một phen rồi nói, ngươi là ra mặt thay hắn sao?
Tần Phong lắc đầu nói, hắn là hắn, ta là ta, ta tìm ngươi chỉ là vì luận bàn, chỉ vậy mà thôi. Nghe vậy, Dương Diệp không do dự mà gật đầu đáp, ta đáp ứng. Nhìn thấy Dương Diệp đáp ứng, Tần Phong khẽ gật đầu, sau đó nói, chờ ngươi thăng cấp tiên thiên ta sẽ tìm đến ngươi. Nói xong lại nhìn về phía Khương Văn mà nói, ngươi thật làm mất mặt đệ tử trên ngoại môn bảng. Ánh mắt những đệ tử trên ngoại môn bảng sau lưng Tần Phong cũng lộ vẻ khinh bỉ. Bọn họ cũng không ngờ Khương Văn lại có thể xen vào tranh đấu của đám đệ tử mới, phải biết rằng, theo quy củ của Kiếm Tông, sau mỗi một lần đệ tử ngoại môn mới gia nhập Kiếm Tông, đệ tử ngoại môn cũ phải lui ra sau màn, nhường sân khấu cho đệ tử ngoại môn mới. Đây chính là quy củ Kiếm Tông lưu truyền xuống, lúc trước khi bọn họ lên cấp thành đệ tử ngoại môn cũ cũng là làm như vậy. Hơn nữa sau khi đệ tử mới gia nhập, hai tháng sau chính là khảo hạch nội môn, tâm tư mọi người cũng đều đặt vào chuyện đó, ai còn rảnh rỗi đi quan tâm đến đệ tử ngoại môn mới lên nữa. Mà tên Khương Văn trước mắt này lại thật là hiếm có khó tìm, thực sự ỷ lớn hiếp nhỏ đến tham dự chuyện của đệ tử ngoại môn mới lên. Hơn nữa can đảm để đánh một trận cũng không có. Tần Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua Khương Văn đang mặt mày khó coi, sau đó xoay người liền rời đi. Nếu như là Dương Diệp ỷ mạnh hiếp yếu, vậy với tư cách dẫn đầu trên ngoại môn bảng, hắn nhất định sẽ đứng ra. Nhưng vấn đề là Khương Văn ỷ mạnh hiếp yếu, nếu hắn còn ra mặt trợ giúp, cho dù là thắng, mặt mũi cũng là vứt đi. Nhìn thấy đám người Tần Phong rời khỏi, chúng đệ tử và Thanh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, còn may là đệ tử trên ngoại môn bảng không phải ai cũng vô sỉ như Khương Văn, nếu không người mới thực sự không có đường sống rồi. Dương Diệp nhìn Khương Văn đang mặt mày khó coi, nói, xin lỗi sao? Xin lỗi, xin lỗi. Mẹ nó, không xin lỗi Thanh Tuyết tỷ thì ngày hôm nay ngươi cũng đừng hòng rời khỏi. Xin lỗi đi, xin lỗi Thanh Tuyết tỷ đi. Trong lúc nhất thời, đệ tử ngoại môn sau lưng Thanh Tuyết bao vây lấy Khương Văn, liên tục đòi Khương Văn xin lỗi. Nhìn thấy thành viên trong đoàn thể của mình có thể đoàn kết lại, trong mắt Thanh Tuyết ánh lên vẻ vui mừng. Đoàn thể nàng vừa mới xây dựng này thiếu nhất chính lực ngưng tụ và đoàn kết. Hai điều này nàng định sau này dần dần bồi dưỡng khi cùng mọi người lịch luyện ở Thập Vạn Đại Sơn. Thế nhưng nàng không ngờ, hai điều này lại có thể chỉ cần nhờ vài câu nói của Dương Diệp thì đã thành. Nhìn thấy người của Thanh Tuyết đoàn kết như vậy, sắc mặt Giang Nguyên cũng có chút khó coi. Y nhìn Dương Diệp một chút, sau đó mang theo tiểu đoàn thể phía sau xoay người rời đi. Có Dương Diệp ở đây. Một mình đấu thì đánh không lại, khiêu khích tập thể. Hiện giờ đối phương đoàn kết như vậy, mà bên phía mình e rằng đã có rất nhiều người có ý nghĩ rời đi, còn làm thế nào đây? Cho nên, y chỉ có thể mang người rời đi, bởi vì không rời đi, e rằng sẽ có càng nhiều người bị người bên cạnh Thanh Tuyết ảnh hưởng. Về phần Khương Văn, y sớm đã không còn nhớ người này. Lúc này Khương Văn bị mọi người vây quanh đã không còn giận mà là có hơi sợ hãi. Gã không ngờ những người mới trở thành đệ tử ngoại môn này lại có thể đoàn kết lại. Gã biết, nếu như gã không xin lỗi, những đệ tử ngoại môn này nhất định sẽ động thủ. Tuy rằng Kiếm Tông cấm đệ tử động thủ bên ngoài sinh tử đài, nhưng điều kiện tiên quyết là người đó không được làm tập thể phẫn nộ. Khương Văn hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Thanh Tuyết mà nói, xin lỗi. Nói xong, gã nhìn Dương Diệp bằng ánh mắt thù hằn, sau đó xoay người rời đi. Nhìn thấy Khương Văn xin lỗi rồi, mọi người hoan hô một trận. Chuyện lần này làm cho bọn họ biết, chỉ cần bọn họ đoàn kết lại, cho dù là đệ tử trên ngoại môn bảng cũng không thể bắt nạt bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng biết đối phương xin lỗi hơn phân nửa là có liên quan đến Dương Diệp. Nghĩ đến đây, khi mọi người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đã mang theo tôn kính. Nhìn mọi người hưng phấn, Thanh Tuyết cười nói, Dương Huynh, đoàn thể này của chúng ta còn chưa có tên. Người đặt tên đi, thế nào? Nhìn ánh mắt kỳ vọng của mọi người, Dương Diệp không nỡ từ chối. Hắn suy nghĩ một hồi rồi trầm giọng nói, chúng ta là đệ tử Kiếm Tông, tất cả đều sử dụng kiếm, vậy thì gọi là kiếm môn thế nào? Kiếm môn. Thanh Tuyết trầm ngâm, sau đó hỏi mọi người cảm thấy thế nào? Mọi người cũng suy nghĩ chốc lát, sau đó đều gật đầu. Nhìn thấy mọi người gật đầu, Thanh Tuyết cười cười. Cất cao giọng nói tốt, vậy sau này chúng ta chính là kiếm môn. Dương Diệp từ chối yêu cầu muốn hắn đặt ra quy định kiếm môn của Thanh Tuyết. Những việc về phương diện quản lý này hắn rốt đặc cán mai, cho nên hắn trực tiếp từ chối.
Nhưng mà với chuyện Thanh Tuyết để cho hắn làm phó môn chủ kiếm môn thì hắn cũng không cự tuyệt, kỳ thực nàng là đề nghị để cho hắn làm môn chủ, thế nhưng bị hắn cự tuyệt. Dương Diệp biết ý của Thanh Tuyết để cho hắn làm môn chủ là vì một cột chặt hắn vào kiếm môn hoàn toàn, dù sao bây giờ kiếm môn cần một người có thể kinh sợ đệ tử ngoại môn như thế. Không thể nghi ngờ, hắn vô cùng phù hợp, thế nhưng đối với Dương Diệp mà nói, cái thân phận môn chủ này là một trói buộc. Hắn muốn thành lập mạng giao thiệp, thành lập một vài thế lực có thể trợ giúp mình ngày sau, thế nhưng hắn cũng không muốn dùng kiếm môn để chống lại Bách Hoa Cung, bởi vì như vậy là hoàn toàn không hiện thực. Hơn nữa hắn cũng biết năng lực của mình, nếu để cho hắn quản lý kiếm môn vừa mới thành lập này, chắc chắn sẽ đại loạn ngay. Mà đối với một người xuất thân từ đại gia tộc như Thanh Tuyết, quản lý những người này chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi. Cho nên Dương Diệp cự tuyệt vị trí môn chủ này, đối với hắn mà nói, chỉ cần sau này ở kiếm tông có mạng lưới của hắn như vậy đủ rồi. Mà việc bây giờ hắn cần phải làm là trở nên mạnh mẽ. Từ biệt đám người Thanh Tuyết, Dương Diệp đi đến Thanh Phong Cốc, sau đó bắt đầu tu luyện kiếm kỹ. Sau khi lấy được vài môn kiếm kỹ, bởi vì khảo hạch ngoại môn và chuyện trong nhà, Dương Diệp vẫn mãi không có thời gian luyện tập những kiếm kỹ này cho tốt. Thế cho nên ngoại trừ kiếm pháp cơ bản ra, những kiếm kỹ khác hắn cũng chỉ là lơ mơ. Lần này Dương Diệp quyết định khổ luyện những kiếm kỹ này, luyện tập chúng đến trình độ nhất định. Lần này thời gian của hắn cũng không nhiều lắm, bởi vì hơn 20 ngày sau chính là ngày khảo hạch nội môn, cũng là ngày hắn ước định lên sinh tử đài với Liễu Thanh Vũ. Đối với đầu sỏ gây họa Liễu Thanh Vũ, Dương Diệp đương nhiên sẽ không quên, chẳng qua đối phương đã về kiếm tông rồi, hắn cũng chẳng có cách nào đi giết đối phương ngay bây giờ. Hơn nữa hắn cũng không chắc chắn 10 phần là giết được đối phương, phải biết rằng, thiên tài trên ngoại môn bảng không có ai là rác rưởi. Kỳ thực trước đó đối mặt với Khương Văn kia, Dương Diệp cũng không 10 phần nắm chắc, tuy hắn cho rằng bất kể là Khương Văn hay là Liễu Thanh Vũ đều cũng không mạnh bằng tiên thiên kiếm nô trong kiếm nô tháp, thế nhưng ai biết người ta có át chủ bài gì hay không. Con người cũng không nề nếp ngay thẳng chiến đấu giống như kiếm nô. Cho nên hắn quyết định sử dụng khoảng thời gian này để khổ luyện kiếm kỹ của mình. Nhất là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng với hậu phát chế nhân mà hắn sáng tạo ra. Hắn nhất định phải dung hợp được hai môn huyền kỹ này, sau đó luyện tập thành thạo. Về phần ngự kiếm thuật, đó cũng giống như kiếm hạp, là lá bài tẩy của hắn sẽ không dễ dàng sử dụng. Dương Diệp lấy trường kiếm ra, đi đến trước một cái cây to phải cần 4-5 người mới ôm hết, hai mắt hơi khép lại, trong đầu bắt đầu nhớ lại yếu quyết của Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Cứ như vậy, sau chừng nửa canh giờ, một khắc nọ, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra. Bù. Rút kiếm, thu kiếm, động tác cực kỳ nhanh chóng. Sắc một tiếng, cái cây trước mắt Dương Diệp ầm ầm đổ sập xuống, lá cây bay lả tả đầy trời. Thấy thế, Dương Diệp hơi mừng trong lòng, không phải là vì hiệu quả một chiêu này của hắn tạo thành, mà là vì hắn phát hiện trong nháy mắt rút kiếm bằng bạt kiếm thuật, hắn quả thực có thể tăng sức mạnh rất nhiều, đồng thời còn có sức bộc phát. Nhưng mà tốc độ của hắn còn chưa đủ nhanh, bởi vì căn cứ theo miêu tả, lúc hắn rút kiếm ra phải không phát ra chút âm thanh nào mới có thể tính là tiểu thành. Rút kiếm không phát ra âm thanh, vậy thì phải nhanh đến mức nào? Dương Diệp vốn cho là chiêu hậu phát chế nhân mà hắn sáng tạo ra đã rất nhanh, thế nhưng nhìn thấy giới thiệu này, hắn mới phát hiện tốc độ ra kiếm của hậu phát chế nhân còn chưa đủ nhanh, còn cần đề cao. Trong khoảng thời gian tiếp theo, trừ ăn cơm ra, tất cả thời gian còn lại Dương Diệp đều dành cho tu luyện. Thời gian của Dương Diệp là sắp xếp như thế này, sáng sớm khổ luyện hậu phát chế nhân và Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, đến trưa thì bắt đầu khổ luyện ngự kiếm thuật, mà buổi tối thì tu luyện tật phong bộ. Một ngày 12 canh giờ, hắn chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ, 10 canh giờ còn lại hắn đều dùng để tu luyện. Khắc khổ như vậy, 10 ngày sau, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của Dương Diệp càng ngày càng thuần thục, trong nháy mắt rút kiếm âm thanh càng ngày càng nhỏ. Nhưng mà thanh kiếm kia của hắn coi như là hỏng rồi, mà ngự kiếm thuật từ phạm vi một trượng ban đầu cũng mở rộng thành phạm vi hai trượng, trong phạm vi hai trượng, hắn có thể khống chế trường kiếm làm ra một vài động tác cơ bản. Hơn nữa Dương Diệp còn phát hiện một vấn đề, đó chính là độ khó khi dùng ngự kiếm thuật khống chế kiếm thật với kiếm ảo do huyền khí biến ra thật là khác nhau một trời một vực. Hắn có thể dễ dàng tùy ý khống chế linh kiếm do huyền khí biến ảo, thế nhưng khống chế kiếm thật lại có vẻ vô cùng gắng sức. Điều này làm cho hắn thấy hơi khó hiểu. Nhưng mà hắn hiểu ra rất nhanh, linh kiếm biến ảo do huyền khí thuộc về vật ảo, khống chế vật ảo đương nhiên tương đối đơn giản.
Thế nhưng kiếm thật thì đã không giống, đây là vật thực, là có trọng lượng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dương Diệp tạm thời bỏ qua luyện tập khí kiếm do huyền khí biến ảo, bởi vì khí kiếm do huyền khí biến ảo cuối cùng vẫn là không có uy lực mạnh bằng kiếm thực. Dù sao nó cũng chẳng thể tồn tại lâu trong không khí, mà kiếm thật thì lại có thể. Đương nhiên, Dương Diệp cũng không bỏ hẳn việc khống chế khí kiếm, nói cho cùng nếu hắn có thể khống chế trên trăm đạo khí kiếm thì cũng vô cùng kinh khủng. Về phần tật phong bộ, hiệu quả của tật phong bộ cũng rất lớn, hiện giờ nếu như Dương Diệp thi triển ra tật phong bộ thì đã có thể mang theo một ảo ảnh nhàn nhạt. Tật phong bộ với Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đều chú ý sức bộc phát, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cộng thêm sự kết hợp giữa hậu phát chế nhân và tật phong bộ của Dương Diệp, hơn nữa nhờ sức mạnh kinh khủng kia của hắn, uy lực lại càng vô cùng khủng bố. Dương Diệp tin rằng, nếu như một vài cường giả tiên thiên cảnh khinh thường hắn thì rất có khả năng sẽ bị hắn nháy mắt giết chết. Đương nhiên, không phải là loại cường giả tiên thiên đầy đủ thực lực chân chính như kiếm nô. Nhưng mà cường giả tiên thiên như kiếm nô kia, cho dù là ở đại tông môn như kiếm tông cũng vô cùng ít ỏi. Nói tóm lại, 10 ngày này Dương Diệp tiến bộ vẫn là vô cùng lớn. Hôm nay, lúc Dương Diệp khổ luyện kiếm kỹ ở Thanh Phong Cốc, Tô Thanh Thi dẫn theo Tiểu Giao đến. Nhìn thấy Dương Diệp, Tiểu Giao lập tức nhào vào trong lòng Dương Diệp, sau đó òa khóc lên. Ôm lấy Tiểu Giao vào lòng, mũi Dương Diệp cũng có chút chua xót. Hàng loạt biến cố trong nhà, với một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi như Tiểu Giao mà nói, đó chắc chắn là một đả kích không nhỏ. Đồng thời hắn cũng vô cùng tự trách, nếu như hắn có thực lực, mẫu thân cũng sẽ không bị Bách Hoa Cung bắt đi. Nghĩ đến Bách Hoa Cung, trong mắt Dương Diệp lóe lên lạnh lẽo, tông môn này, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương trả giá đắt. Sau một hồi lâu, Dương Diệp nhẹ nhàng buông Tiểu Giao ra. Xoa xoa nước mắt trên mặt Tiểu Giao. Đột nhiên, mắt Dương Diệp sáng lên, hắn thất thanh nói, Tiểu Giao, muội đã là một huyền giả rồi sao? Quả thực, Dương Diệp cảm nhận được dao động huyền khí trên người Tiểu Giao. Lúc này, Tô Thanh Thi đang ở bên cạnh mở lời, mẫu thân của ngươi nói không sai, tư chất của Tiểu Giao vô cùng tốt, tốc độ tu luyện của muội ấy rất nhanh, hơn nữa cũng rất khắc khổ, chừng 10 ngày ngắn ngủi thì đã là huyền giả nhất phẩm. Nghe vậy, Dương Diệp vui vẻ trong lòng, nghiêm túc nói với Tô Thanh Thi, cảm ơn. Hắn thật sự cảm ơn từ tận đáy lòng, nhờ có Tô Thanh Thi, chắc chắn là ở Kiếm Tông không ai dám ăn hiếp Tiểu Giao, hơn nữa Tô Thanh Thi có thực lực cường đại như vậy, Tiểu Giao theo nàng tu luyện, nhất định sẽ nhanh hơn đệ tử ngoại môn thông thường nhiều. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp, sau đó nói, không có gì, ta cũng rất thích muội ấy. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Giao mà nói, Tiểu Giao, muội phải theo Tô tỷ tỷ tu luyện thật tốt, biết không? Tiểu Giao gật đầu nói, ca, muội sẽ cố gắng tu luyện, chờ sau khi Tiểu Giao trở thành một cường giả, Tiểu Giao sẽ cùng ca ca đi cứu mẫu thân, đánh bại hết tất cả những tên bại hoại kia. Nói xong câu này, trong mắt Tiểu Giao lóe lên ý lạnh. Hiển nhiên nàng vô cùng căm hận người của Bách Hoa Cung. Dương Diệp xoa xoa đầu Tiểu Giao, cười nói, được. Chờ sau khi Tiểu Giao biến thành cường giả sẽ cùng ca ca đi cứu mẫu thân, đến lúc đó cả nhà chúng ta sẽ không chia liền nữa. Nói chuyện một hồi với Tiểu Giao, Dương Diệp lại lần nữa nói lời cảm tạ với Tô Thanh Thi, cảm ơn đã chiếu cố Tiểu Giao. Nếu như không có Tô Thanh Thi đáp ứng chiếu cố Tiểu Giao, hắn căn bản là không có thời gian tu luyện, không có thời gian tu luyện thì còn nói gì đến cứu mẫu thân. Nhìn thấy Dương Diệp lại nói tạ ơn, Tô Thanh Thi nhíu nhíu mày. Nàng có hơi không vui mà nói ra, ta nói, ta cũng rất thích Tiểu Giao. Được rồi, ta nhìn chiêu thức người tu luyện lúc nãy có uy lực không tệ, là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật sao? Dương Diệp đáp, không hoàn toàn đúng, ta chỉ là đang mượn dùng lực bạo phát trong lúc rút kiếm của Bạt kiếm thuật. Nghe vậy, Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, nói, chẳng trách Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của ngươi có hơi khác với cái ta biết. Nói đến đây, nàng nhìn Dương Diệp. Người biết quyển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật này của kiếm tông là tàn bản chứ? Tàn bản, Dương Diệp cả kinh trong lòng. Tô Thanh Thi gật đầu nói, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật là kiếm kỹ huyền giai thượng phẩm do một vị tiền bối của kiếm tông ta sáng tạo ra. Bởi vì nó chỉ có hai chiêu hơn nữa uy lực to lớn, cho nên làm cho rất nhiều đệ tử kiếm tông yêu thích, có thể nói là môn kiếm kỹ này vang dội một thời. Dương Diệp kinh hãi trong lòng. Hắn không ngờ môn Trảm Thiên Bạt kiếm thuật này lại là kiếm kỹ huyền giai thượng phẩm, bèn lập tức hỏi, vậy vì sao huyền kỹ này lại trở thành hoàng giai, còn bị mai một trong công pháp các? Tô Thanh thì giống như nghĩ tới cái gì,
trong mắt lóe lên lạnh lẽo, mãi hồi lâu mới nói, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật ngươi hiện đang tu luyện căn bản không phải là Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật chân chính. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật chân chính chia làm hai chiêu, một chiêu là bạt kiếm, một chiêu là trảm thiên, hai chiêu liên hợp lại mới thật sự là sát chiêu. Nhất là trong khoảng khắc dùng chiêu bạt kiếm nháy mắt bộc phát ra khí thế và sức mạnh phối hợp với chiêu thứ hai trảm thiên, môn kiếm kỹ này có thể lên đến cả địa phẩm. Dương Diệp gật đầu, thầm nghĩ thảo nào hắn luôn cảm thấy môn kiếm quyết này vẫn là thiếu cái gì đó, thì ra là thiếu một chiêu chủ công. Nhưng mà chiêu thứ hai đó cũng không phải quá quan trọng đối với Dương Diệp, bởi vì hậu phát chế nhân của hắn chú ý lấy tĩnh chế động, một chiêu chế địch. Mà chiêu thứ hai của Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật lại là tiên phát chế nhân, chú ý vào khí thế và chủ động. Có lẽ là chiêu Trảm Thiên đó còn mạnh hơn chiêu hậu phát chế nhân, thế nhưng với Dương Diệp mà nói, hắn vẫn thích thứ mình sáng tạo ra hơn. Nhưng mà nếu như có thể tham quan học tập chiêu Trảm Thiên đó thì cũng mang đến trợ giúp không nhỏ đối với hậu phát chế nhân của hắn. Nghĩ đến đây, Dương Diệp hỏi, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật bản thật có còn hay không? Tô Thanh Thi lắc đầu nói, mất rồi. Hồi đó vị tiền bối ấy còn chưa kịp ghi lại hoàn toàn môn kiếm kỹ này thì đã bị người của Quỷ Tông luyện hợp lại mà giết chết. Cho nên môn kiếm kỹ này có thể nói là đã thất truyền. Kỳ thực Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật mà ngươi đang tu luyện cũng coi như là bản thật, bởi vì vị tiền bối ấy đã ghi lại được chiêu thứ nhất, cũng chính là chiêu bạt kiếm mà ngươi đang luyện bây giờ. Nghe vậy, Dương Diệp hơi thất vọng nhưng mà cũng không phải quá mức, có là may mắn của ta, không có là mệnh của ta, Dương Diệp vẫn hiểu rõ. Hơn nữa hắn đã lấy được chiêu thứ nhất này, phối hợp với hậu phát chế nhân của hắn cũng vô cùng tốt. Lúc này Tô Thanh Thi trầm giọng nói, ngày sau nếu như ở bên ngoài gặp phải người của Quỷ Tông, nếu như có thể chém giết đối phương thì giết ngay, bởi vì ngươi không giết bọn chúng cũng sẽ giết ngươi. Hơn nữa nếu như ngươi giết bọn chúng thì còn có thể có được điểm cống hiến của tông môn. Nhìn vẻ Tô Thanh Thi mặt mày xương lạnh, Dương Diệp dùng mình trong lòng. Nữ tử trước mắt này quả nhiên là hận Quỷ Tông thấu xương. Hắn còn nhớ rõ lúc ban đầu ở đáy đoạn hồn uyên, chỉ vì hắn dùng vũ khí của huyết thủ kia mà nữ tử trước mắt đã muốn giết hắn, rốt cuộc là có thâm thù đại hận gì đây? Hơn nữa giết người của Quỷ Tông còn nhận được cống hiến tông môn, điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho là không chỉ riêng Tô Thanh Thi thù hận Quỷ Tông, cả Kiếm Tông cũng thù hận. Bằng không thì không thể nào dùng khen thưởng để cổ vũ đệ tử Kiếm Tông giết người của Quỷ Tông được. Tỷ tỷ, Quỷ Tông kia rất xấu sao? Lúc này, Tiểu Giao vẫn luôn nghe hai người nói chuyện có hơi sợ sệt mà hỏi. Dương Diệp cũng hỏi, Thanh Thi, giữa Kiếm Tông chúng ta và Quỷ Tông rốt cuộc có thù hận gì? Nghe thấy Dương Diệp gọi hai chữ Thanh Thi, sắc mặt Tô Thanh Thi hơi mất tự nhiên, nhưng mà nàng cũng không phản đối, chỉ là nhìn Dương Diệp một cái, sau đó trầm giọng nói, kẻ thù truyền kiếp, ân oán giữa Quỷ Tông và Kiếm Tông đã gần trăm năm. Xa không nói, chỉ trong năm qua, Kiếm Tông ta đã có vài vị trưởng lão và đệ tử thiên tài chết trên tay của Quỷ Tông, hơn nữa mẫu thân của ta cũng chết trong tay người của Quỷ Tông. Nói xong lời cuối cùng, trên người Tô Thanh Thi bộc phát ra một luồng hàn ý, làm cho Tiểu Giao đứng gần đó cũng không kiềm được mà tựa vào lòng Dương Diệp. Dương Diệp cũng biến sắc, hắn không ngờ mẫu thân Tô Thanh Thi lại chết trong tay Quỷ Tông, chẳng trách nàng hận người Quỷ Tông như vậy. Dương Diệp cũng từng trải qua chuyện tương tự như Tô Thanh Thi. Hắn rất hiểu tâm trạng của nàng cho nên lập tức nói, sau này nếu như ta đụng tới người Quỷ Tông, ta nhất định sẽ diệt trừ chúng. Dương Diệp là loại người khác không chọc hắn, hắn cũng không đi chọc người khác, thế nhưng Quỷ Tông này là ngoại lệ. Bởi vì cho dù là hắn không giết người Quỷ Tông cũng sẽ giết hắn, hai tông môn là kẻ thù truyền kiếp, có thể nói bất cứ ai từ khoảnh khắc gia nhập vào Kiếm Tông thì đã vốn là kẻ địch với Quỷ Tông rồi. Hơn nữa hắn không có chút hảo cảm nào với người của Quỷ Tông, hắn vẫn nhớ rõ tình cảnh trước kia huyết thủ ra tay với hắn cùng với sự truy sát của đám người Quỷ Tông đối với mình. Nghe thấy lời của Dương Diệp, trong mắt Tô Thanh Thi dao động, người Quỷ Tông tuy là có danh tiếng không tốt, thế nhưng thực lực của bọn họ vẫn vô cùng tốt, nhất là một vài huyền kỹ và cấm thuật quỷ dị. Ngày sau nếu như ngươi gặp phải, nghìn vạn lần phải cẩn thận, không địch lại thì nhất định đừng cố. Dương Diệp gật đầu nói, ta cũng không phải cái loại đầu đất đánh không lại còn muốn xông lên đâu. Tô Thanh thì do dự một chút rồi lại nói, ngày hôm nay ta dẫn Tiểu Giao đến, ngoại trừ để cho muội ấy gặp ngươi ra thì còn có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Để cho ta hỗ trợ, Dương Diệp có hơi kinh ngạc mà hỏi, chuyện này gấp lắm sao? Tô Thanh thì hỏi, ngươi còn nhớ rõ chuyện tháng trước chúng ta gặp phải người Quỷ Tông ở U Minh Cốc hay không?
Dương Diệp gật đầu nói, đương nhiên còn nhớ, lúc đó ngươi nói ngoại trừ huyết thủ ra, còn hai cường giả không kém huyết thủ nữa, chuyện ngươi muốn ta giúp một tay có liên quan việc này sao? Tô Thanh thì gật đầu nói, chúng ta nghi ngờ người Quỷ Tông đang có âm mưu gì đó nhằm vào Kiếm Tông, chỉ là người chúng ta phái đi U Minh Cốc cũng không phát hiện được bất cứ manh mối nào. Nhưng chúng ta có thể khẳng định, bọn chúng chưa rời khỏi, vẫn còn ẩn nấp ở chỗ cũ trong U Minh Cốc, chỉ là chúng ta không có cách nào tìm được chỗ ẩn thân của bọn chúng. Ngươi muốn ta làm cái gì? Dương Diệp hỏi. Tô Thanh thì trầm ngâm một phen rồi nói, có phải là ngươi có thể trao đổi với huyền thú hay không? Dương Diệp ngẩn ra sau đó kinh ngạc nói, ngươi là muốn ta đi hỏi thăm tin tức từ lũ huyền thú trong U Minh Cốc. Tô Thanh thì gật đầu nói, nếu như ngươi có thể trao đổi với huyền thú thì ta chính là ý đó. Ngươi yên tâm, chuyện ngươi có U Minh Lang với con trồn thần bí kia ta không tiết lộ cho bất cứ ai, chuyện lần này cũng là cá nhân ta xin sự giúp đỡ của người, không có bất cứ ai biết. Dương Diệp thầm hỏi nhóc con kia, sau khi nhìn thấy nó gật đầu thì hắn đáp, ta không thể trao đổi với huyền thú thế nhưng nhóc con kia có thể, nhưng mà ngươi thật sự xác định là phương pháp này có thể sao? Tô Thanh thì nói, ta không thể xác định, nhưng đây là biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ đến lúc này. Nếu như huyền thú cũng không biết chỗ ẩn thân của bọn chúng, vậy thì Kiếm Tông cũng chỉ có thể đề phòng nhiều hơn. Tuy rằng rất bị động thế nhưng cũng là chẳng còn cách nào khác. Nghe vậy, Dương Diệp nói, có thể, hiện giờ chúng ta đi U Minh Cốc chứ? Không vội, Tô Thanh thì nói, ta cần chuẩn bị một chút để phòng ngừa bất chắc, 3 ngày sau ta đến tìm ngươi, được không? Dương Diệp gật đầu đáp, được. Tô Thanh thì khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Giao, chúng ta đi thôi, công khóa hôm nay của muội còn chưa làm xong đâu, không thể lãng phí thời gian. Tiểu Giao nhìn Dương Diệp, có hơi không nỡ, tuy rằng Tô Thanh thì đối xử tốt với nàng rất tốt thế nhưng nàng vẫn muốn ở bên cạnh ca ca hơn. Bởi vì ở cùng ca ca có cảm giác vô cùng an toàn. Nhìn thấy ánh mắt luyến tiếc của Tiểu Giao, Dương Diệp mềm lòng, hắn xoa xoa đầu Tiểu Giao, dịu dàng nói, nhà đầu ngốc, ca ca ở Kiếm Tông, muội cũng đã ở Kiếm Tông, sau này muội chỉ cần làm xong công khóa tỷ tỷ sắp xếp cho muội là có thể đến gặp ca ca. Bây giờ muội quay về với Tô tỷ tỷ đi, phải nghe lời của Tô tỷ tỷ, có biết không? Tiểu Giao gật đầu, nhẹ giọng nói ca, huynh phải tự bảo trọng. Tiểu Giao sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, chờ Tiểu Giao trở nên mạnh mẽ thì sẽ cùng ca ca đi cứu mẫu thân, Tiểu Giao nhất định sẽ cố gắng. Dương Diệp cưng chiều xoa xoa đầu Tiểu Giao, trong lòng âm thầm thề, bất kể như thế nào, hắn nhất định sẽ không để cho Tiểu Giao chịu thương tổn. Tô Thanh thì kéo tay Tiểu Giao, nhìn Dương Diệp một phen, sau đó vung tay lên, đạp kiếm biến mất trong thanh phong cốc. Nhìn vệt sáng nơi chân trời kia hồi lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó xoay người đi đến cây đại thụ trước mặt, lại bắt đầu luyện tập rút kiếm. Muốn để cho Tiểu Giao không bị thương tổn, vậy cũng chỉ có thực lực cường đại mới có thể làm được. Mà thực lực của hắn bây giờ vẫn còn hơi yếu, tuy rằng hắn đã vô cùng không tệ đối với dưới tiên thiên cảnh, thế nhưng đối với cường giả ở cấp bậc như Tô Thanh Thi và Phượng Vũ mà nói, hắn cũng chẳng khác gì con kiến, mặc dù có chút đả kích nhưng đây cũng là sự thật. Cho nên hắn phải càng thêm nỗ lực mới được. Sáng sớm 3 ngày sau, Tô Thanh thì đi đến thanh phong cốc, nàng không hiện thân mà là đứng ở xa xa nhìn Dương Diệp vẫn liên tục rút kiếm thu kiếm ở đằng kia. Nhìn một hồi, trên mặt Tô Thanh thì lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nàng không phải là kinh ngạc tốc độ và uy lực của bạt kiếm thuật mà Dương Diệp thi triển ra, tuy rằng chiêu bạt kiếm thuật này của Dương Diệp có tốc độ và uy lực vô cùng không tệ, thế nhưng còn không vào mắt nàng được. Nàng kinh ngạc chính là Dương Diệp lại có thể tiến nhập một loại cảnh giới vong ngã. Cảnh giới vong ngã là chỉ một người vô cùng chuyên chú với việc gì đó, vì vậy mà dẫn đến trong đầu chỉ có sự việc đó, tất cả sự vật khác cũng không còn trong mắt và tâm trí của hắn nữa. Cảnh giới vong ngã vô cùng khó tiến vào, bởi vì nàng cũng từng bước vào loại cảnh giới này, cho nên nàng biết độ khó khi muốn đi vào loại cảnh giới này. Yêu cầu để đi vào loại cảnh giới này là cực kỳ hà khắc, nhất định phải hết sức chuyên chú, trong lòng không thể có chút tạp niệm nào, hơn nữa cần vận may nhất định mới có thể tiến vào. Đương nhiên, lợi ích của cảnh giới vong ngã cũng là vô cùng rõ ràng, đó chính là người bước vào cảnh giới vong ngã tất sẽ làm ít công to, tỉ như Dương Diệp hiện giờ đang luyện bạt kiếm thuật mà ở trong cảnh giới vong ngã này, hiệu quả luyện tập tuyệt đối là gấp mấy lần lúc thường, thậm chí nói không chừng còn có thể lĩnh ngộ một vài thứ không ngờ đến. Tô Thanh thì không ngờ Dương Diệp lại có thể tiến nhập loại cảnh giới này,
phải biết rằng ngay cả nàng cũng chỉ mới bước vào loại cảnh giới này 2 lần trong đời mà thôi. Rốt cuộc là thiên phú của Dương Diệp quá mức yêu nghiệt hay là vận may của Dương Diệp quá yêu nghiệt đây? Mặc kệ loại nào, đây đều phúc của Kiếm Tông. Bởi vì thế hệ trẻ tuổi của Kiếm Tông quả thật đang rất cần một nhân vật dẫn đầu như vậy. Nếu như năm nay Kiếm Tông vẫn không có ai trên Thanh Vân Bảng mà nói, vậy mấy năm sau này Kiếm Tông thực sự sẽ gặp phải tình huống xấu hổ là ngoại môn chẳng còn ai vào nữa. Đến lúc đó, e rằng Kiếm Tông thực sự sẽ phải suy tàn. Nghĩ đến tương lai Kiếm Tông, Tô Thanh Thi lộ vẻ buồn rầu, mãi hồi lâu, nàng thấp giọng thở dài, sau đó nhìn về phía Dương Diệp vẫn đang không ngừng rút kiếm thu kiếm. Nếu như Dương Diệp tham gia kỳ Thanh Vân Bảng tiếp theo, vậy có lẽ là còn cơ hội, nhưng nếu là lần này, cho dù Dương Diệp là huyền khí ngũ hành thì cũng rất là xa vời. Người không tham gia Thanh Vân Bảng sẽ không biết sự tàn khốc kinh khủng của Thanh Vân Bảng. Lúc này Dương Diệp đúng là như Tô Thanh Thi nói vậy, tiến nhập cảnh giới vong ngã, đương nhiên, Dương Diệp không biết là hắn bước vào cảnh giới này. 3 ngày trước, sau khi Tô Thanh Thi dẫn theo Tiểu Giao rời khỏi, Dương Diệp bèn lại bắt đầu khổ luyện, chỉ là hắn không ngờ là, trong khoảng khắc đang rút kiếm tập luyện ấy, hắn tìm được một chút linh cảm, để không cho linh cảm này biến mất, Dương Diệp cũng không đi phòng ăn cơm như thường ngày mà là bắt đầu khổ luyện quên mình. Nói cách khác, Dương Diệp đã như vậy 3 ngày 3 đêm. Thời gian dần dần trôi qua, chớp mắt đã đến buổi trưa, tốc độ Dương Diệp rút kiếm và xuất kiếm càng lúc càng nhanh, nhanh đến chính hắn đều chỉ có thể nhìn thấy ánh kiếm chớp lên, mà âm thanh phát ra khi rút kiếm cũng càng ngày càng nhỏ, đến bây giờ tuy rằng chưa hoàn toàn biến mất nhưng trừ khi bản thân hắn chú ý lắng nghe, bằng không thì người khác là rất khó có thể nghe thấy âm thanh mỏng manh như vậy. Tô Thanh thì đứng một bên nhìn Dương Diệp từ sáng sớm thì càng xem càng kinh hãi. Chiêu thức mà Dương Diệp đang luyện tập này tuy rằng không uy hiếp được nàng, nhưng đó chỉ là bởi vì chênh lệch cảnh giới mà thôi. Nếu như nàng và Dương Diệp ở cùng một cảnh giới, thử hỏi, nàng có thể phòng ngự được chiêu khoái kiếm này hay sao? Sau khi bỏ qua kinh nghiệm thực chiến và ý thức chiến đấu sau đến tiên thiên cảnh, nàng phát hiện nàng rất khó phòng bị được chiêu này. Bởi vì nàng phát hiện, lúc này Dương Diệp chỉ đang dùng sức mạnh nhục thân luyện chiêu này, hắn còn chưa vận dụng đến huyền khí. Nếu như Dương Diệp vận dụng huyền khí, có huyền khí kim sắc kia của hắn hỗ trợ, sức mạnh kia sẽ còn kinh khủng đến mức nào đây? Phanh! Một cành cây to lớn bị chém đứt, rơi xuống mặt đất. Mà lúc này Dương Diệp cũng mở 2 mắt ra, hắn quay đầu nhìn thử, nhìn thấy xung quanh cả một vùng toàn là cành cây ngã đổ, hắn không khỏi cười khổ, nhìn thấy những cành cây này hắn mới biết mình đã khổ luyện 3 ngày 3 đêm rồi. Đúng lúc này, Tô Thanh thì xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nàng nhìn thoáng qua những cành cây trên mặt đất, nhìn chỗ vết cắt bên ngoài không đều còn vết cắt ở những cành cây chỗ xung quanh Dương Diệp thì lại nhẵn bóng như gương. Nhìn những vết cắt nhẵn bóng như gương này, Tô Thanh thì hơi thất thần, bởi lẽ dưới tình huống không vận dụng huyền khí, muốn làm được thế này thì sức mạnh nhục thân phải kinh khủng thế nào. Dương Diệp nhìn thấy Tô Thanh thì xuất hiện, lập tức thoáng thất thần. Cũng giống như thường ngày, Tô Thanh thì vẫn là một bộ quần áo màu trắng. Tóc dài được buộc sau lưng bằng một dải băng trắng, thân thể hơi hơi lơ lửng trên không, chân không rời đất, váy dài bị gió thổi áp vào trên thân thể mềm mại duyên dáng, đường cong yểu điệu, cực kỳ mê người. Nghĩ đến chuyện xảy ra giữa mình với nữ tử trước mắt này, trong lòng Dương Diệp lập tức nảy sinh ra một chút tình cảm khác thường. Hắn cũng không đắc ý và tự hào, bởi vì chuyện lần đó cũng không phải là nàng tự nguyện. Hắn biết, với thân phận và thực lực của nữ tử trước mắt, hắn bây giờ căn bản không thể xứng đôi với nàng. Đây không phải là tự ti mà là nhận rõ hiện thực. Ở trên đời này, ngoài tình thân ra, tình bạn và ái tình đều cần phải có thực lực làm cơ sở, thậm chí, có thứ tình thân cũng cần có thực lực làm trụ cột. Khi ngươi không có thực lực, có khi cho dù là người thân cũng sẽ khinh thường ngươi. Nghĩ đến những thứ này, Dương Diệp kiềm nén những ý nghĩ kiều diễm trong lòng mà nói, thật ngại quá, để cho ngươi chờ lâu. Nghe thấy câu chào của Dương Diệp, Tô Thanh thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bởi vì lúc Dương Diệp nhìn, nàng đã cảm thấy không thích lắm ánh mắt có tính xâm lược như thế, nhưng mà còn may, Dương Diệp đã nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Nếu không với tính cách của nàng, hai người rất khó sẽ giữ mối quan hệ tiếp nữa. Tô Thanh thì vung tay phải lên, trường kiếm màu xanh mang theo một cái bóng xanh lơ lửng trước người nàng, thân thể nàng nhẹ nhàng bay lên, đạp lên trên trường kiếm. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp mà nói, chúng ta đi thôi. Dương Diệp gật đầu, sau đó tung người nhảy lên chỗ phía sau lưng Tô Thanh Thi,
Vừa lúc ấy một mùi hương nhàn nhạt thoảng vào mặt, làm cho Dương Diệp hơi thất thần, nhưng mà hắn rất nhanh đã khôi phục lại, hắn cũng không muốn để cho nữ tử trước mắt khinh thường mình. Tô Thanh thì vung tay phải lên, trường kiếm màu xanh phóng lên cao. Dương Diệp sau lưng Tô Thanh Thi lảo đảo một cái, suýt chút nữa rơi khỏi kiếm, cũng may tay hắn vội vàng nắm được eo lưng của Tô Thanh Thi, bấy giờ mới tránh khỏi bị ngã xuống. Bị Dương Diệp chạm vào, sắc mặt Tô Thanh Thi có hơi mất tự nhiên, nhưng mà nàng cũng không ngăn lại, chỉ là tốc độ ngự kiếm tăng nhanh một chút. Không đến một hồi, hai người đã đến chỗ giao giới của Vạn Xà Lâm và U Minh Cốc. Tô Thanh Thi thu hồi kiếm, nhìn về phía Dương Diệp, ý bảo hắn ra tay đi. Dương Diệp gật đầu, sau đó gọi Chồn Tía ra. Chồn Tía dường như vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt to linh động còn chút nhập nhèm. Nó dụi dụi hai mắt, nhìn sang Tô Thanh Thi, sau đó nhoáng lên xuất hiện trên vai Dương Diệp, cái đầu nhỏ cọ cọ vào gò má của Dương Diệp, dường như đang cầu xin Dương Diệp để cho nó quay về ngủ tiếp vậy. Dương Diệp ôm Chồn Tía vào trong ngực, nói, nhóc con, mi giúp ta một chuyện, sau đó lại đi ngủ, có được không? Chồn Tía ai oán nhìn Dương Diệp một cái, nhìn đến Dương Diệp ra đầu tê dần, nhóc con trước mắt này thật sự là quá giống người. Giúp ta chuyện nhỏ này đi, sau khi giúp xong, mi trở về ngủ có được không? Dương Diệp tiếp tục xin xỏ nó. Dương Diệp xin xỏ như thế, tuy rằng nhóc con có chút bất mãn Dương Diệp quấy rầy nó ngủ nhưng vẫn là gật đầu, biểu thị bằng lòng hỗ trợ. Nhìn thấy nhóc con đáp ứng, Dương Diệp vội vàng nói ra chuyện Tô Thanh Thi muốn hắn giúp một tay. Sau một chốc lát, nhóc con vùng vùng cái móng vuốt nhỏ với Dương Diệp, cứ như đang biểu đạt cái gì đó. Nhìn nhóc con vùng vẩy móng vuốt, Dương Diệp thật có hơi đau đầu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ nếu như nhóc con có thể nói thì tốt rồi. Lại qua một hồi, Dương Diệp rốt cuộc hiểu rõ ý của nhóc con, sau đó hắn nhìn về phía Tô Thanh Thi mà nói, nhóc con muốn chúng ta bắt một vài con huyền thú đến, thể tích càng nhỏ càng tốt. Tô Thanh Thi nhìn nhóc con một cái. Sau đó xoay người vọt vào trong U Minh Cốc. Khoảng chừng hai khắc sau Tô Thanh Thi đã trở về, mà ở trên tay Tô Thanh Thi có thêm một cái bao túi thật to. Tô Thanh Thi đi đến trước mặt Chồn Tía, sau đó mở cái bao màu tím ra. Ở trong bao có khoảng chừng 20 con huyền thú nhỏ, những huyền thú này có thể tích vô cùng bé, lớn nhất chỉ bằng nắm tay, nhỏ nhất thì chừng ngón tay cái. Sau khi cái bao được mở ra, những huyền thú này rối loạn một trận. Đang chuẩn bị chạy trốn thì đúng lúc này, nhóc con phát huy. Trong lỗ mũi Chồn Tía phát ra một tiếng hừ nhẹ, dưới tiếng hừ nhẹ này, chừng 20 con huyền thú nhỏ kia lập tức cứng đờ, khi chúng nó ngẩng đầu nhìn thấy nhóc con đang ở trong lòng Dương Diệp thì lập tức cứ như nhìn thấy được thứ gì đó đáng sợ, trong mắt khủng hoảng từng cơn, thân thể run lẩy bẩy. Tuy rằng Dương Diệp và Tô Thanh Thi đều từng thấy qua uy áp của Chồn Tía đối với huyền thế, thế như lại nhìn thấy lại cảnh tượng này một lần nữa. Trong lòng hai người vẫn có chút khiếp sợ. Nhất là Tô Thanh Thi, nàng thực sự tò mò Dương Diệp làm thế nào mà thu phục được con huyền thú thần bí có huyết mạch thánh giả này. Ở dưới sự chỉ huy của Chồn Tía, đám huyền thú nhỏ vô cùng ngoan ngoãn xếp thành hai hàng, thấp đứng bên trái, cao đứng bên phải, một ổ huyền thú vốn rất lộn xộn rất nhanh đã được nhóc con sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Nhìn thấy nhóc con vì nghịch ngợm khoe uy phong mà quên làm chính sự. Dương Diệp bất mãn vỗ vỗ đầu Chồn Tía mà nói, nhóc con, mau làm chính sự. Chồn Tía gật gật đầu, sau đó bắt đầu trao đổi với đám huyền thú nhỏ này. Khoảng chừng sau một khắc, Chồn Tía ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, sau đó móng nhỏ chỉ về phía U Minh Cốc. Thấy thế, Tô Thanh Thi với Dương Diệp trong lòng vui mừng, Dương Diệp hỏi, nhóc con, người nói những kẻ đó ở bên kia sao? Nhóc con chỉ mấy con huyền thú nhỏ trên đất. Sau đó móng vuốt lại chỉ về phía U Minh Cốc, dường như muốn nói là chúng nó nói ở bên kia. Dương Diệp gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi hiểu ý, tay quét lên, cầm lên túi đựng mấy con huyền thú nhỏ kia, sau đó dẫn Dương Diệp đi theo hướng Chồn Tía chỉ. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, dưới sự hướng dẫn của mấy con huyền thú nhỏ, hai người đến chỗ một vách đá chỉ cao mấy trượng, rộng chừng 10 trượng, cỏ dại phủ rất nhiều trên mặt ngoài vách đá. Chỉ nhìn qua là biết vách đá này đã tồn tại vài niên đại rồi. Nhìn thấy móng vuốt Chồn Tía chỉ vào chỗ vách đá kia, Dương Diệp nhíu mày hỏi, nhóc con, mi xác định là chúng nó nói đúng sao? Những kẻ kia trốn trong đây. Nhìn vách đá không có một chút khác thường nào, Dương Diệp quả thật có hơi nghi ngờ. Chồn Tía trừng mắt nhìn, sau đó lại hỏi đám huyền thú nhỏ,
sau chốc lát nhóc con chỉ đám huyền thú rồi lại chỉ vách đá. Dương Diệp và Tô Thanh Thi nhìn nhau một cái, Tô Thanh Thi gật đầu, sau đó thả những con huyền thú này trên mặt đất. Sau khi mấy con huyền thú nhỏ kia rơi xuống đất, bọn chúng cũng không chạy đi mà là làm bộ dạng đáng thương nhìn Chồn Tía, hiển nhiên là Chồn Tía không lên tiếng chúng nó cũng chẳng dám động đậy. Chồn Tía gật đầu, những huyền thú nhỏ này lập tức nhún nhảy một trận sau đó thì nhanh chóng lao về phía vách đá, Dương Diệp và Tô Thanh Thi vội vã đi theo. Khi đi đến trước vách đá, những con huyền thú này từng con một chui vào một cái lỗ nhỏ bên dưới vách đá, lúc này, Chồn Tía lấy móng nhỏ cào cào tóc Dương Diệp, sau đó chỉ vào trong vách đá. Ngay khi Dương Diệp định nói chuyện, Tô Thanh Thi bên cạnh đột nhiên biến sắc, sau đó kéo Dương Diệp vọt lên vài lần khỏi chỗ cũ rồi ẩn nấp trong một chỗ cây cối rậm rạp cách đó 10 trượng. Ngay khoảnh khắc Dương Diệp và Tô Thanh Thi vừa biến mất, vách đá đột nhiên phát ra tiếng kèn kẹt, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp và Tô Thanh Thi, giữa vách đá từ từ mở ra như một cánh cửa vậy, hai người mặc hắc bào thấy không rõ bộ dáng đi ra từ bên trong. Hai người mặc hắc bào dường như có hơi cảnh giác, nhìn thử xung quanh, khi không thấy ai, một người trong số đó nói, Hắc Đại, ta đã nói rồi, nơi này căn bản là chẳng thể nào có người đến được. Trước đó chắc hẳn là có huyền thú nào đó đi ngang qua đây thôi, người còn không tin, bây giờ thì tin chưa? Nam tử tên là Hắc Đại nói, chúng ta hãy cứ cẩn thận chút thì hơn, gần đây người của Kiếm Tông đột nhiên không có động tĩnh gì nữa, trưởng lão nói Kiếm Tông ắt hẳn có kế hoạch nào đó nhằm vào Quỷ Tông chúng ta. Ngài ấy bảo chúng ta nhất định phải cẩn thận. Tên Hắc Bào còn lại nói, ta thấy Kiếm Tông là tìm không thấy chúng ta, sau đó thì bỏ cuộc rồi. Nhưng mà ngươi nói cũng đúng, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, nếu không vì chúng ta mà bại lộ chỗ ẩn náu, hai kẻ chúng ta ngay cả muốn chết cũng khó. Hắc Đại gật đầu, sau đó nhìn lướt qua xung quanh, không thấy cái gì khác thường thì lập tức nói, đi thôi, chúng ta trở về. Ngay khoảnh khắc hai người xoay lại, Tô Thanh Thi đang ở trong bụi rậm đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hai người. Sau đó cũng không nhìn thấy động tác của Tô Thanh Thi như thế nào, hai gã hắc bào đã lặng yên không một tiếng động mà ngã xuống. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp kinh hãi trong lòng không thôi, bởi vì hắn không phát hiện Tô Thanh Thi rời khỏi và động thủ ra sao, tốc độ kia phải nhanh đến cỡ nào đây. Đè nén khiếp sợ trong lòng, Dương Diệp mang theo Chồn Tía đi ra ngoài. Dương Diệp nhìn thoáng qua hai thi thể trên đất rồi nói, thi thể này xử lý như thế nào? Tô Thanh Thi nói, đợi lát nữa sẽ có huyền thú đến xử lý, hiện giờ đã phát hiện chỗ ẩn thân của Quỷ Tông rồi, người quay về Kiếm Tông đi. Vậy còn ngươi, Dương Diệp bất giác hỏi. Tô Thanh Thi nhìn vào trong cánh cửa tối đen mờ mờ mà nói, ta muốn đi vào trong nhìn thử, bọn chúng chắc hẳn có đại âm mưu gì đó ở trong này. Dương Diệp trầm ngâm rồi nói, chúng ta đã phát hiện chỗ ẩn thân của bọn chúng, vì sao không chờ các cường giả của Kiếm Tông rồi đi vào. Hiện giờ đi vào. Quá nguy hiểm. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp rồi nói, với thực lực của ta, cho dù là không địch lại thì chạy trốn vẫn được. Hơn nữa, bọn chúng hành sự cẩn thận như vậy, ta đã giết hai người của bọn chúng khó mà không phát hiện được, ngộ nhớ bọn chúng ở trong đó trốn theo đường khác, chúng ta đây sẽ công dã tràng. Nhìn thấy Tô Thanh Thi khăng khăng muốn đi vào, Dương Diệp không khuyên nữa, vậy ta với ngươi cùng đi vào đi. Tô Thanh Thi khẽ nhíu mày nói, thực lực của ngươi quá yếu. Dương Diệp giật giật khóe miệng, không thể nói uyển chuyển hơn một chút sao. Dương Diệp chỉ Chồn Tía rồi nói, có nhóc con ở đây, cho dù bọn chúng có đào tẩu theo đường khác chúng ta cũng có thể tìm được. Tô Thanh Thi nhìn Chồn Tía một cái, do dự một chút rồi gật đầu. Với thực lực của Dương Diệp tiến vào rất có thể sẽ trở thành trở ngại chứ không giúp gì, thế nhưng có con Chồn Tía thần bí này thì khác rồi, nàng vẫn nhớ rõ tình cảnh Chồn Tía thế mà dọa lui được Dạ Kiêu. Sau khi hai người vào cổng mới phát hiện bên trong hang động là một lối đi này rất lớn, hơn nữa còn không phải là bằng phẳng mà là đi xuống dưới lòng đất. Ở trước mắt của hai người là từng bậc thang đá, dẫn thẳng xuống dưới, nhìn không thấy đáy. Tuy rằng ánh mặt trời không chiếu đến, thế nhưng có thể nhìn thấy bên trong rõ ràng, bởi vì trong lối đi này cách mỗi mấy trượng lại có một viên nguyệt quang thạch. Dương Diệp với Tô Thanh Thi nhìn nhau, từ trong mắt đối phương hai người đều thấy vẻ nghiêm trọng. Hai người đi xuống theo thềm đá, đi khoảng chừng nửa canh giờ mới đến đáy, sau đó hai người lại đi sâu vào trong. Trong lúc đi, hai người cũng gặp phải một vài tên hắc bào, thế nhưng đều là có Tô Thanh Thi thần thức cường đại sớm phát hiện, sau đó bị nàng lặng im không tiếng động giết chết.
Lại đi khoảng chừng một canh giờ, Tô Thanh Thi dừng bước. Làm sao vậy? Dương Diệp nhẹ giọng hỏi. Tô Thanh Thi nhìn vào lối đi vẫn mãi không thấy điểm cuối kia rồi nói, phía này là đi thông về hướng kiếm tông. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, nghĩ thầm Tô Thanh Thi nghĩ không sai, quỷ tông này khẳng định có âm mưu gì đó nhằm vào kiếm tông. Có người. Đột nhiên, Tô Thanh Thi nắm tay Dương Diệp sau đó nhoáng lên, biến mất ngay tại chỗ. Lối đi ở đây thẳng tắp, cũng không có ngã rẽ nào, cho nên Tô Thanh Thi và Dương Diệp chỉ có thể nấp ở trên chóp. Dương Diệp đương nhiên không có bản lĩnh trôi nổi trên không trung mà không cần điểm tựa, thế nhưng Tô Thanh Thi thì có. Chẳng bao lâu một tên hắc bào xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp và Tô Thanh Thi. Lúc tên hắc bào đi ngang qua bọn họ, tên hắc bào đột nhiên dừng bước, ồ một tiếng rồi nói, sao lại có mùi người lạ. Khi tiếp xúc đều là thứ máu tanh, rất là nhạy cảm với mùi vị. Đúng lúc này, Tô Thanh Thi đang trên đỉnh đầu tên hắc đào động. Một vệt kiếm quang nhoáng lên, đầu của tên hắc bào nháy mắt bay ra ngoài. Dương Diệp rơi xuống, nhìn Tô Thanh Thi mà nói, dường như vừa rồi ngươi không muốn giết y. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, người này đã đạt tới vương giả cảnh, ở quỷ tông có hồn bài, chúng ta giết hắn, hồn bài ở quỷ tông của y sẽ lập tức nổ tung. Nói cách khác, tối đa là một khắc chung nữa cường giả ở chỗ này sẽ biết tin y bị giết, chúng ta nhất định phải nhanh lên. Dương Diệp trầm giọng nói, Thanh Thi, trước đây ngươi nói có hai cường giả không kém huyết thủ ở nơi này, nếu như chúng ta bại lộ, tình hình của chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Dương Diệp không sợ chết thế nhưng hắn không muốn chịu chết không chút ý nghĩa nào. Tô Thanh Thi nói, yên tâm, ngay lúc bước vào đây ta đã liền thông báo cho cường giả kiếm tông ở phụ cận. Nếu như ta không đoán sai, người của chúng ta hiện giờ cũng đã bước vào chỗ này. Nói đến đây, nàng lại nhìn Dương Diệp một cái, nhưng mà ngươi nói cũng đúng, ngươi theo ta vào đây sẽ vô cùng nguy hiểm, dù sao thực lực của ngươi quá yếu, ngươi ở lại chỗ này hoặc là quay lại hội hợp với cường giả kiếm tông ta đi. Nói xong, Tô Thanh Thi chẳng quan tâm Dương Diệp nữa, thân hình chợt động, vọt đi về phía trước. Nhìn phía xa xa, Dương Diệp hít sâu một hơi, dự định xoay người lại hội hợp với cường giả kiếm tông. Tô Thanh Thi nói đúng, thực lực của hắn bây giờ quá yếu. Tuy rằng Tô Thanh Thi nói có hơi bộc trực nhưng đây là sự thật. Nếu như hắn đi theo Tô Thanh Thi mà gặp nguy hiểm gì, hắn chỉ là một gánh nặng. Tuy rằng những thứ này đều là sự thực. Hơn nữa hiện giờ hắn cũng không có biện pháp gì thay đổi, thế nhưng trong lòng Dương Diệp vẫn thấy hơi không cam lòng. Hắn cũng muốn có thực lực cường đại, muốn để Tô Thanh Thi nghiêm túc nhìn vào hắn, muốn cho sau này hắn không cần Tô Thanh Thi bảo vệ nữa mà là hắn đến bảo vệ Tô Thanh Thi. Nhưng đây hết thảy chỉ là mong muốn của hắn thôi, hắn bây giờ vẫn chỉ là một kẻ yếu, ít nhất tạm thời là như vậy. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Ta còn cần nỗ lực hơn. Nhìn phía xa, Dương Diệp lẩm bẩm nói. Ngay lúc Dương Diệp chuẩn bị đi quay lại hội hợp với cường giả kiếm tông, chồn tía trên vai hắn đột nhiên lấy móng vuốt chỉ về phía xa, cứ như đang kêu Dương Diệp đi về hướng bên kia. Vì sao? Nhìn nhóc con kêu hắn đuổi theo Tô Thanh Thi, Dương Diệp hỏi. Nhóc con vùng vẩy móng nhỏ trên không hồi lâu, Dương Diệp rốt cuộc hiểu rõ ý của nó, lập tức biến sắc, ngươi là nói bên kia có rất một thứ rất kinh khủng, rất nguy hiểm. Nhưng lại là bảo bối. Nhóc con gật gật đầu, nó cũng đang xoắn suýt, bởi vì nó muốn bảo bối kia thế nhưng như vậy quá nguy hiểm. Nó không sợ, bởi vì nó muốn chạy thì căn bản là không ai có thể đuổi theo, thế nhưng Dương Diệp thì không được. Nghe thấy nhóc con nói vậy, Dương Diệp không chút do dự chạy theo vào sâu bên trong. Ở Huyền Không Sơn, sâu mấy trăm trượng bên dưới lòng đất kiếm tông bị người đào ra một cái huyệt động này cực kỳ rộng lớn. Chứa mấy ngàn người cũng không thành vấn đề. Bốn vách động có vô số viên nguyệt quang thạch, vì nguyệt quang thạch chiếu ra ánh sáng, bên trong huyệt động giống như ban ngày. Bên trong huyệt động, ở giữa có một huyết trì rất lớn, chiếm 1/2 diện tích của huyệt động, bên trong huyết trì ngoại trừ tiên huyết tràn đầy, còn có một số bạch cốt, đống xương đó kia không phải là xương thú, mà là xương người. Ở khoảng không phía trên huyết trì có một hạt châu đỏ như máu lơ lửng. Hạt châu màu đỏ ngòm giống như được làm từ máu tươi, đỏ yêu diễm. Ở bốn phía huyết trì, có bốn gã mặc hắc bào đứng đó, lúc này đây, bốn gã hắc bào đang truyền huyền khí vào bên trong hạt châu phía trên, lúc bốn người truyền vào huyền khí, hạt châu đỏ như máu kia không ngừng tản ra một loại năng lượng kỳ dị, những năng lượng đó đổi thành màu xám cho, những năng lượng màu xám cho được bốn người khống chế,
chậm rãi tản ra bốn phía. Lúc Tô Thanh Thi đi đến nơi này, lúc nhìn thấy huyết trì cùng hạt châu kia, sắc mặt Tô Thanh Thi kịch biến, lúc nàng chuẩn bị ra tay, đột nhiên nàng cảm giác được cái gì, nhướng mày, sau đó thân hình hướng về sau nhanh chóng lao đi. Tốc độ Dương Diệp cao nhất, chạy gần 2 canh giờ, nhưng hắn vẫn không thể đuổi theo Tô Thanh Thi, tuy nhiên đoạn đường này hắn cũng có rất nhiều thu hoạch. Dọc theo đường đi hắn gặp rất nhiều thi thể bị Tô Thanh Thi giết chết, Tô Thanh Thi thấy gai mắt những người mặc hắc bào này, nhưng mà Dương Diệp lại coi trọng. Dọc theo đường đi hắn nhặt được 6 cái không gian giới chỉ, hơn nữa đều là những loại có không gian lớn. Những người chết này đa phần đều là tiên thiên cảnh cùng vương giả cảnh, đồ vật của cường giả tiên thiên cảnh Dương Diệp vẫn còn có chút coi thường, thế nhưng của cường giả vương giả cảnh, Dương Diệp lại thấy hiếm có. Một đường đi tới, ngoại trừ 6 cái không gian giới chỉ, Dương Diệp còn thu hoạch khoảng chừng 3.000 viên năng lượng thạch, huyền bảo hoàng giai thượng phẩm hơn 20 món. Huyền bảo huyền giai hạ phẩm cũng có 2 món, một món huyền bảo huyền giai trong đó là một cái giáp lưng, Dương Diệp lập tức mặc vào cái giáp lưng đó. Còn lại một món là một thanh đao lớn được khảm nạm xương người, đại đao thì Dương Diệp không cần, tiện tay ném vào trong giới chỉ. Ngoại trừ huyền bảo ra, còn có một số công pháp, trong số đó có 2 quyển huyền giai, nhưng vừa nhìn giới thiệu Dương Diệp lập tức bỏ qua. Bởi vì, số công pháp này đều muốn lấy máu tươi làm vật dẫn, hoặc là những phương pháp vô nhân đạo khác để tu luyện. Tuy là một đường thu nhặt bảo bối, thế nhưng Dương Diệp cũng không giảm bớt tốc độ, tiểu tử kia nói gặp nguy hiểm, vậy thì chắc chắn thật sự có nguy hiểm, hắn cũng không muốn Tô Thanh Thi xảy ra chuyện gì. Lấy đi giới chỉ của một người mặc hắc bào, Dương Diệp nhìn lướt qua, sau đó không giảm tốc độ, tiếp tục chạy đi về phía trước, đúng lúc này, Dương Diệp chợt thấy hoa mắt, Tô Thanh Thi đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn Dương Diệp hít thở có chút gấp thúc, chân mày Tô Thanh Thi cau lại, hỏi, ngươi tới đây làm gì? Nhìn thấy Tô Thanh Thi không có việc gì, Dương Diệp nhẹ thở ra một hơi, nói tiểu tử kia nói bên này gặp nguy hiểm, ta có chút lo lắng. Nghe vậy, mí mắt Tô Thanh Thi hơi giật giật, hắn đang lo lắng cho mình sao? Nghĩ vậy, trong lòng Tô Thanh Thi hiện lên vẻ khác thường, nhưng rất nhanh bị nàng ép xuống, nàng nhìn Dương Diệp một chút, nói, bên trong rất nguy hiểm. Bây giờ ngươi trở về cùng cường giả của kiếm tông tụ họp. Vậy còn ngươi, Dương Diệp hỏi lại. Tô Thanh Thi quay đầu nhìn về phía sâu trong đường hầm, trầm giọng nói ta muốn đi phá hỏng việc của bọn họ đang làm. Đúng lúc này, móng vuốt nhỏ của Tử Điêu chỉ ra xa, tựa hồ muốn nói, nó cũng muốn đi. Dương Diệp lúc đầu còn muốn khuyên Tô Thanh Thi, nhưng nhìn thấy tiểu tử kia cũng muốn đi, Dương Diệp không thể làm gì khác hơn đành phải bỏ qua. Thành thật mà nói. Hắn rất lo lắng cho Tô Thanh Thi cùng tiểu tử kia, thế nhưng hắn biết, hắn không thể lấy danh nghĩa lo lắng để Tô Thanh Thi cùng tiểu tử kia làm theo ý mình, bởi vì dù là Tô Thanh Thi hay là tiểu tử kia đều là tự do, hắn cũng không có quyền gì. Hơn nữa quan trọng nhất là người ta có năng lực tự vệ. Ở đây có thể nói hắn là người yếu nhất, nghĩ vậy, Dương Diệp rất bất đắc dĩ, cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn đã rất nỗ lực, nhưng dù là đang cố gắng, cũng không đổi được thực lực bản thân hắn giờ này rất thấp. Giống như hiểu thấu tâm tình Dương Diệp, Tử Điêu dùng móng vuốt nhỏ sờ sờ gò má Dương Diệp, sau đó đầu nhỏ cả cạ vào đầu Dương Diệp. Tô Thanh Thi tựa hồ cũng hiểu được suy nghĩ Dương Diệp, khóe môi nàng giật giật, nhưng cũng không nói gì cả. Nhìn thấy tiểu tử kia an ủi mình, nội tâm Dương Diệp ấm áp, nhẹ xoa xoa đầu nhỏ tiểu tử, sau đó nhìn về phía Tô Thanh Thi, nói, ngươi cùng tiểu tử kia đi đi, các ngươi hãy cẩn thận một chút. Hắn cũng rất muốn nói đi cùng với các nàng, nhưng hắn không nói, bởi vì hắn biết, hắn đi chỉ có làm liên lụy bọn họ. Đúng lúc này, Tô Thanh Thi đột nhiên biến sắc, nói, không xong, hình như bọn họ phát hiện ra chúng ta, bọn họ muốn chạy trốn. Ngươi đi mau, nói xong, Tô Thanh Thi xoay người hướng phía thông đạo đằng xa bay vút đi, trong chớp mắt liền biến mất khỏi tầm mắt Dương Diệp, sau đó xa xa phát ra tiếng nổ. Tử Điêu cũng chừng mắt nhìn, sau đó móng vuốt nhỏ vung lên. Biến mất khỏi vai Dương Diệp. Dương Diệp giật mình, sau đó móc ra một tấm thượng phẩm cường lực phù vỗ lên người của mình, lúc hắn đang chuẩn bị xông lên, thông đạo đằng xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương, a, huyết sát châu bị tử sắc tiểu tử kia đoạt đi rồi, mau đuổi theo. Âm thanh đó vừa nói xong, Dương Diệp chỉ thấy một tia sáng tím hiện lên ở thông đạo đằng xa, sau một khắc, tia sáng tím ở trước mặt Dương Diệp. Chỉ là lúc này bên trong hai móng vuốt đang cầm một hạt châu màu đỏ. Hình như Tử Điêu rất kích động, rất hưng phấn,
đôi mắt nhỏ không ngừng nháy nháy. Đây, nhìn hạt châu bên trong móng vuốt của tiểu tử, Dương Diệp có chút mê muội. Tử Điêu nhìn Dương Diệp một chút, móng cuốc chỉ phía sau Dương Diệp, sau đó biến thành một tia sáng tím, dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, chui vào vòng xoáy bên trong đan điền của hắn. Dương Diệp ngây người tầm một hơi thở, sau đó xoay người lập tức hướng về sau chạy đi. Hắn mặc dù không biết tiểu tử kia đã làm cái gì, thế nhưng động tác của tiểu tử hắn thấy rõ, đó là đang gọi hắn chạy mau. Dương Diệp chạy chưa được mấy trượng, liền cảm nhận được mấy luồng khí thức kinh khủng từ phía sau kéo tới, nội tâm Dương Diệp cả kinh, vội vã sử dụng tật phong bộ, trước điên cuồng chạy về phía trước. Mấy luồng khí thức kinh khủng kia, Dương Diệp không biết là cảnh giới gì, nhưng không hề nghi ngờ, bất luận một ai trong số đó Dương Diệp đều không thể chống lại. Không nên cùng nữ nhân kia dây dưa, nhanh chân đuổi theo tử sắc huyền thú kia, cần phải cướp về huyết sát châu. Xa xa, Dương Diệp nghe được những lời này, trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, lúc trước hạt châu trong móng vuốt của Tử Điêu chính là huyết sát châu. Hắn có chút ngạc nhiên cùng nghi hoặc, tuy nhiên lúc này hắn cũng không có thời gian để nhìn xem hạt châu đó. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, theo bản năng thi triển ra tật phong bộ, hướng bên trái tránh né. Dương Diệp chỗ đứng vừa rồi, đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu hơn 3 trượng. Nhìn hố sâu lớn đó, Dương Diệp nheo mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước, không biết một gã mặc hắc bào đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, đại hán đầu trọc. Nhìn đại hán này, Dương Diệp rùng mình, thực lực người trước mắt này chắc chắn không kém Phượng Vũ trước kia. Nhìn thấy Dương Diệp né tránh, trong mắt đại hán mặc hắc bào lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó vung tay phải lên, một luồng kình khí bắn nhanh về phía Dương Diệp. Dương Diệp biến sắc, lần nữa thi triển ra tật phong bộ, nhanh chóng né về phía bên cạnh, nhưng mà vẫn còn hơi chậm, nhưng mà may mắn, luồng kình khí đáng lẽ phải bắn trúng tim của hắn, lại đánh vào vai trái của hắn. Dương Diệp té bay ra ngoài, đụng vào vách tường. Nhìn thấy Dương Diệp còn chưa chết, chân mày đại hán mặc hắc bào cau lại, con kiến hôi phàm nhân cảnh trước mặt này lại tránh thoát công kích của hắn. Điều này sao có thể? Tuy là hắn chỉ dùng chưa tới nửa thành thực lực, nhưng cũng không phải một tên phàm nhân cảnh có thể tránh thoát. Đại hán mặc hắc bào đang chuẩn bị ra tay lần nữa, đúng lúc này sau lưng hắn truyền đến một âm thanh dồn dập, có lấy lại được huyết sát châu hay không? Nếu như lấy lại được rồi, lập tức rời khỏi nơi này, kiếm tông đã biết chỗ này. Nghe được âm thanh này, đại hán mặc hắc bào biến sắc, không quan tâm Dương Diệp, hướng xa xa bay nhanh đi. Nhìn thấy đại hán rời đi, Dương Diệp nhất thời thở dài một hơi, lau máu tươi trên miệng, lại nhìn một chút huyền giáp ở vai trái đã bị lõm vào, Dương Diệp trầm giọng nói, thực lực của mình đúng là còn quá yếu, lần này sau khi rời khỏi đây, nhất định phải nghĩ cách đề cao thực lực. Mà đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ hướng đại hán mặc hắc bào lúc nãy chạy trốn vang lên, sau một khắc, 4 người trung niên chân đạp phi kiếm, người mặc trường bào màu xanh ngự kiếm mà đến, lúc 4 người nhìn thấy Dương Diệp, đều hơi ngẩn ra. Một người trung niên trong đó chuẩn bị nói, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng động đánh nhau, 4 người biến sắc, không có quan tâm Dương Diệp, ngự kiếm hướng phía Tô Thanh thì phóng nhanh đi. Nhìn thấy 4 người chạy đi, nội tâm Dương Diệp thở dài một hơi, Tô Thanh thì sẽ không có nguy hiểm gì. Mà người của Quỷ Tông ở nơi này coi như xong đời. Dương Diệp băng bó qua loa vết thương của mình, sau đó xoay người hướng về cửa động đi tới. Ra khỏi cửa động, Dương Diệp đi tới huyệt động của Hôi Lang lúc trước, hắn muốn nhìn một chút hạt châu mà tiểu tử kia trộm được là bảo bối gì, lại làm cho tiểu tử kia bất chấp nguy hiểm đi trộm. Nhìn hạt châu trước mắt, Dương Diệp kinh ngạc nói, hạt châu này cho ta. Tử Điêu gật đầu một cái. Dương Diệp không có cầm lấy hạt châu kia, mà là tự tay xoa xoa nhẹ lông trên đầu nhỏ, nhẹ giọng nói, lần sau nếu như gặp bảo bối gì, ngươi nhất định không thể đi mạo hiểm như hôm nay, với ta mà nói, an toàn của ngươi mới là quan trọng nhất, biết không? Trong mắt Tử Điêu chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị, nó gật đầu nhỏ một cái, sau đó ở trên vai Dương Diệp, đầu nhỏ cả gương mặt Dương Diệp. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía hạt châu đang lơ lửng trước mặt, lúc tay hắn sắp chạm vào hạt châu, một luồng gió nhẹ từ phía sau kéo tới, tiếp theo bạch quang lóe lên, Tô Thanh Thi xuất hiện ở trước mặt của hắn, mà bàn tay Dương Diệp sắp chạm vào hạt châu cũng bị Tô Thanh Thi nắm được. Nhìn thấy Tô Thanh Thi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Dương Diệp nhất thời sững sờ, sau đó nói, Thanh Thi, ngươi.
Thấy Dương Diệp còn chưa đụng hạt châu, Tô Thanh thì thở dài một hơi, sau đó thả tay Dương Diệp ra, ánh mắt ngưng trọng nhìn hạt châu kia, trầm giọng nói, hạt châu này ngươi không thể đụng vào. Nàng và người của kiếm tông cùng nhau giải quyết cường giả quỷ tông xong, lại vội vàng đi ra ngoài tìm Dương Diệp, nàng chỉ sợ Dương Diệp đụng vào hạt châu này, may mắn, Dương Diệp không có đụng. Vì sao? Dương Diệp vô ý thức hỏi. Tô Thanh thì biểu tình ngưng trọng, nói, hạt châu này tên là huyết sát châu, nó là một món ngụy đạo khí, được hình thành từ mấy trăm ngàn người oán hận cùng tinh huyết, ở bên trong hạt châu ẩn chứa sát khí ngút trời, chỉ là hiện tại những sát khí kia tạm thời bị siêu cấp cường giả quỷ tông ngăn chặn, không có cách nào phát ra ngoài. Nếu người đụng vào hạt châu này, rất có khả năng bị sát khí trong này ảnh hưởng tâm trí. Ngụy đạo khí, nội tâm Dương Diệp cả kinh, đạo khí là thứ đã vượt qua thiên giai huyền bảo. Dương Diệp không nghĩ tới hạt châu trước mặt hắn đây lại là đạo khí trong truyền thuyết. Tô Thanh thì nhẹ gật đầu, nói, huyết sát châu này được xem là một trong số chấn tông chi bảo của kiếm tông, đệ tử tu luyện quỷ tông công pháp nếu như sở hữu hạt châu này, như vậy tốc độ tu luyện có thể nói là một ngày nghìn dặm, hơn nữa nếu như phóng xuất tất cả sát khí ngút trời từ trong hạt châu, chính là một tôn giả cảnh nếu không chú ý cũng sẽ ngã xuống. Nghe vậy, nội tâm Dương Diệp khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới hạt châu mà tiểu tử kia trộm được vậy mà khủng bố như thế, tôn giả cảnh là tồn tại như thế nào? Đó là tồn tại được vô số người ngưỡng vọng, mà sát khí bên trong hạt châu có thể làm một người ngã xuống. Nghĩ vậy, hai mắt Dương Diệp bốc lên lửa nóng, đây chính là cái bảo bối mà. Về sau nếu như gặp phải cường giả không thể địch lại, chỉ cần để hạt châu thả ra sát khí, còn không giống như đồ ăn trên đĩa. Tô Thanh thì nhìn Dương Diệp một cái. Giống như biết ý nghĩ của hắn, lập tức trầm giọng nói, hạt châu này ngươi không thể dùng. Dương Diệp khẽ giật mình, sau đó hỏi, vì sao? Thường nhân căn bản không thể chống lại sát khí bên trong huyết sát châu, bốn tên linh giả cảnh bên dưới lòng đất này cũng chỉ dám chậm rãi thả ra sát khí để phá hư linh mạch của kiếm tông. Đừng nói ngươi có thể thả ra sát khí, chính là đụng tới hạt châu này, chỉ sợ đã mất đi thần trí. Tô Thanh thì trầm giọng nói, phá hư linh mạch của kiếm tông. Dương Diệp khó hiểu, hỏi. Tô Thanh thì nói, ở Kiếm Tông, dưới nền đất có một linh mạch thiên nhiên, trước đây lúc tổ sư ra du lịch tới đây, phát hiện nơi này có một cái linh mạch thiên nhiên, trong lúc cao hứng, ở nơi này thành lập Kiếm Tông. Kiếm Tông có thể trở thành một trong lục đại thế lực, không thể bỏ qua công lao của linh mạch này. Sở dĩ thế tục đệ tử muốn gia nhập tông môn, ngoại trừ bởi vì công pháp cùng huyền kỹ, còn bởi vì từng cái tông môn đều có linh mạch, tu luyện ở nơi có linh mạch. So với thường nhân phải nhanh hơn rất nhiều. Dương Diệp kinh ngạc nói, quỷ tông làm như vậy, chẳng lẽ là phá hư căn cơ của kiếm tông? Trong mắt Tô Thanh thì hàn mang chợt lóe lên, nói, mục đích của bọn họ chính là phá hư căn cơ của kiếm tông, chẳng qua là kiếm tông chúng ta không nghĩ tới, bọn họ lại đào thông đạo từ U Minh Cốc cách đây ngàn dặm đến bên dưới Huyền Không Sơn, càng không nghĩ tới bọn họ lại dùng huyết sát châu tới phá hư linh mạch của kiếm tông. Nhưng mà may mắn, chúng ta phát hiện kịp thời. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Nếu huyết sát châu này có thể phá hư linh mạch của kiếm tông, vì sao quỷ tông không phái cường giả mạnh hơn tới thôi động huyết sát châu? Dương Diệp đưa ra nghi hoặc. Tô Thanh thì lắc đầu, nói có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là bọn hắn sẽ không phái cường giả cao hơn linh giả cảnh, bởi vì cường giả phía trên linh giả cảnh đều nằm trong phạm vi theo dõi của kiếm tông. Nếu có một ai biến mất, kiếm tông nhất định trước tiên phát hiện. Như vậy kiếm tông chúng ta chắc chắn đề phòng nhiều hơn. Cái nguyên nhân thứ hai không cần cường giả phía trên linh giả cảnh, bởi vì nếu như bọn họ mạnh mẽ thôi động huyết sát châu, sát khí ngút trời kia chắc chắn sẽ kinh động đến cường giả của kiếm tông, đến lúc đó, bọn họ sẽ thất bại trong gang tấc. Thì ra là thế, Dương Diệp nhẹ gật đầu, hình như nghĩ tới điều gì, hắn lại hỏi, có biện pháp gì để chống lại sát khí bên trong hạt châu này không? Không thể sử dụng, hắn vẫn có chút không cam lòng. Dù sao uy lực của hạt châu này quá kinh khủng. Tô Thanh thì trầm ngâm một hồi, nói chỉ có hai loại người có thể không cần kiêng kỵ mà sử dụng hạt châu này, loại thứ nhất là cường giả có thực lực siêu cường, tỉ như tôn giả cảnh phía trên, hoàng giả cảnh, loại thứ hai chính là người có ý chí cực kỳ mạnh mẽ, người có ý chí mạnh mẽ thì đừng nói đến huyết sát châu, chính là đồ vật tà đạo hơn cũng có thể chống đỡ. Người như thế nào mới được xem là ý chí mạnh mẽ? Dương Diệp hỏi lần nữa. Thấy Dương Diệp còn chưa hết hy vọng, Tô Thanh thì chân mày cao lại, nói, lĩnh ngộ ý cảnh trong truyền thuyết, người đó xem như là ý chí bền bỉ, người như thế,
Nguyên môn cùng Đại Tần đế quốc chắc là có, kiếm tông chúng ta cũng không có, chính xác mà nói hơn 1000 năm qua kiếm tông chưa từng có người lĩnh ngộ ý. Nói xong lời cuối cùng, Tô Thanh thì sắc mặt có chút cô đơn. Nghe vậy, Dương Diệp đã triệt để buông tha hạt châu này rồi. Tuy là có chút không cam lòng, thế nhưng không có cách khác, hạt châu này chính là một thứ giết địch 1000, tự hại 2000, đúng là hắn không dùng nổi. Tô Thanh thì do dự một chút, nói ta nghĩ muốn mang hạt châu này về kiếm tông, để tông môn phòng ấn nó, tránh rơi vào tay quỷ tông một lần nữa. Dương Diệp thoáng giật mình, hắn còn chưa lên tiếng, tử điêu ở trên vai hắn đã động, tiểu trảo tử điêu vung lên, ôm lấy huyết sát châu vào ngực, sau đó hung hăng trừng mắt Tô Thanh thì, dường như đang nói, đây là của nó. Dương Diệp sờ lỗ mũi một cái, sau đó nói, Thanh thì, vật này là tiểu tử kia trộm được. Ta cũng không có quyền đưa thứ này cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể làm nó đưa cho ngươi, ta tuyệt đối không có ý kiến. Không phải ta xấu bụng, ngươi cũng biết, tiểu tử kia cùng ta là quan hệ bằng hữu, mà không phải quan hệ chủ tớ. Tô Thanh thì nhìn Dương Diệp một cái, đương nhiên nàng sẽ không tin tưởng lời nói của Dương Diệp. Tử Điêu trước mắt này đối với Dương Diệp là nói gì nghe nấy. Nếu như Dương Diệp yêu cầu Tử Điêu giao ra hạt châu này, Tử Điêu tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Chỉ là hiện tại Dương Diệp đã nói như vậy, vậy thì biểu thị hắn không muốn giao ra hạt châu. Lần này nếu không có Dương Diệp cùng Tử Điêu, nàng nhất định không thể phát hiện âm mưu của Quỷ Tông, nếu để cho Quỷ Tông tiếp tục như vậy trong thời gian dài, linh mạch của Kiếm Tông nếu không bị phá hư sạch sẽ, vậy thì cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, khi đó tổn thất của Kiếm Tông không thể nào đo lường được. Cho nên, nàng có thể không biết xấu hổ cưỡng ép Dương Diệp giao ra huyết sát châu hay sao? Như Tô Thanh thì suy nghĩ, Dương Diệp đúng thật là không muốn giao ra hạt châu này, mặc dù hạt châu này chỉ là ngụy đạo khí, nhưng cũng được xem là bảo bối lớn. Hiện tại hắn không thể dùng thứ này, nhưng không có nghĩa là về sau không thể dùng. Bất kể như thế nào, loại bảo bối này vẫn nên ở lại trên người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là được Tô Thanh thì đồng ý. Tô Thanh thì trầm mặc lúc lâu, Dương Diệp cũng trầm mặc, ý tứ của hai người đều rõ ràng. Mà bây giờ quyền chủ động nằm trong tay Tô Thanh Thi. Một lúc lâu, Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp một cái, nói tung tích của hạt châu này chỉ có ta biết, sau này ngươi đừng để hạt châu bại lộ trước mặt người khác, nếu không. Coi như là kiếm tông cũng không bảo vệ được ngươi. Cảm tạ, nhìn Tô Thanh Thi, Dương Diệp nghiêm túc nói. Tô Thanh Thi khẽ động cổ tay, trong tay xuất hiện một tấm mộc bài, ném mộc bài cho Dương Diệp, nói, đây là điểm cống hiến tông môn. Cộng 1000 điểm, là thưởng cho ngươi có công lao lần này, ngươi có thể trở về đổi lấy một ít công pháp hoặc huyền bảo, nhưng ta kiến nghị ngươi đừng đổi, mà hãy tranh thủ thu được càng nhiều hơn điểm cống hiến tông môn. Nói xong, Tô Thanh thì không tiếp tục dừng lại, đi ra khỏi sơn động. Tô Thanh thì đi rồi, ánh mắt Dương Diệp rơi vào mộc bài trên tay, tấm mộc bài lớn chừng bàn tay, ở giữa mộc bài có 3 chữ, 1000 điểm. Nhìn mộc bài trong tay, nội tâm Dương Diệp vui vẻ. 1000 điểm cống hiến tông môn, phần thưởng này cũng không nhỏ, phải biết rằng, một tháng bổng lộc của trưởng lão ngoại môn cũng mới chừng 1000 điểm cống hiến. Mà 1000 điểm cống hiến, đã có thể đổi hoàng giai hạ phẩm huyền bảo hoặc là huyền kỹ rồi. Mà 1000 điểm, đó là có thể đổi một kiện huyền giai hạ phẩm huyền bảo khá tốt. Nói tóm lại, Dương Diệp lần này ở U Minh Cốc thu hoạch không nhỏ, không phải, phải nói là phát tài rồi. Phải biết rằng, hiện tại trong không gian giới chỉ của hắn, vũ khí huyền giai thì có 2 món, hoàng giai thượng phẩm cùng trung phẩm càng có hơn mấy chục món. Cất tấm mộc bài đi, Dương Diệp đi ra sơn động, sau đó lao đi về hướng kiếm tông. Sau 15 ngày, ngày hôm sau chính là thời gian khảo hạch nội môn, trong khoảng thời gian này, nội môn trưởng lão kiếm tông có thể nói là bận bịu túi bụi. Mà những đệ tử muốn tham gia nội môn khảo hạch cũng đang liều mạng tu luyện, rất sợ khảo hạch không thông qua. Tiếp tục làm đệ tử ngoại môn, thể diện kia liền vứt đi được rồi. Tuy là như thế, thế nhưng mọi người vẫn không có quên một việc, đó là ước hẹn lúc trước của đệ tử tạp dịch Dương Diệp cùng Liễu Thanh Vũ xếp hạng 29 trên ngoại môn bảng, chính là ngày hôm nay. Phải biết rằng, trước đây chuyện đó là một chủ đề nóng hổi được bàn tán nhiệt liệt bên trong ngoại môn. Đương nhiên, khi đó đa số đều cười nhạo Dương Diệp không biết lượng sức. Còn bây giờ... mọi người đều đang bàn luận hai người ai thắng ai thua. Mặc dù Dương Diệp chỉ là một gã phàm nhân cảnh, thế nhưng Dương Diệp cũng có thể xông đến tầng 22, thực lực kia tuyệt đối không cần nói nhiều.
mà Liễu Thanh Vũ là đệ tử ngoại môn có tên tuổi lâu đời, lại là cường giả tiên thiên cảnh, hơn nữa còn xếp hạng thứ 29 trên ngoại môn bảng, thực lực này cũng là không thể xem nhẹ. Tuy nhiên đại đa số người ở ngoại môn cũng không coi trọng Dương Diệp, bởi vì dù sao Liễu Thanh Vũ cũng là tiên thiên cảnh. Nếu như Liễu Thanh Vũ là thế tục đệ tử tiên thiên cảnh, mọi người nhất định sẽ xem trọng Dương Diệp. Thế nhưng Liễu Thanh Vũ không phải thế tục đệ tử, hắn là đệ tử tinh anh do tông môn bồi dưỡng. Dương Diệp muốn vượt cấp khiêu chiến đệ tử tinh anh của tông môn, khó, cực kỳ khó. Nói chung, mặc kệ ai thắng ai thua, đây nhất định là một hồi long tranh hổ đấu. Cho nên, lúc này những đệ tử ngoại môn lâu đời cùng đệ tử ngoại môn mới tấn thăng đã vây quanh sinh tử đài. Đệ tử ngoại môn mới tấn thăng đứng ở bên trái, mà đệ tử ngoại môn tên tuổi lâu đời là đứng ở bên phải, tuy là đều là đệ tử ngoại môn, thế nhưng tất cả mọi người đều có sự phân chia. Mà lần này giữa cuộc chiến sinh tử của Dương Diệp cùng Liễu Thanh Vũ có chút biến hóa, vốn là chuyện riêng của Dương Diệp và Liễu Thanh Vũ, thế nhưng sau khi Dương Diệp trở thành đệ tử ngoại môn, việc này liền chút biến đổi rồi. Bởi vì Dương Diệp nghiễm nhiên trở thành đại biểu đệ tử ngoại môn mới tấn thăng, đúng vậy, từ ngày Dương Diệp dọa lui đệ tử trên ngoại môn trên, uy vọng của Dương Diệp trong lòng những đệ tử mới tấn thăng cao lên như diều gặp gió, không người nào có thể so sánh. Mà hôm nay, bên trái những người đệ tử ngoại môn mới tấn thăng đến đây để cổ vũ cho Dương Diệp. Giống nhau, bên phải những đệ tử ngoại môn lâu đời cũng nỗ lực cổ động cho Liễu Thanh Vũ. Bọn họ cũng mặc kệ ân oán của Dương Diệp và Liễu Thanh Vũ, bọn họ chỉ biết là, lúc này Liễu Thanh Vũ đại biểu cho đệ tử ngoại môn lâu đời, nếu như Liễu Thanh Vũ thua, thể diện của đệ tử ngoại môn lâu đời lập tức mất hết. Liễu Thanh Vũ tới. Đúng lúc này, không biết ai trong đám người không biết hô một câu. Mọi người nhìn lên sinh tử đài, chỉ thấy một bóng người bay đáp xuống sinh tử đài, mọi người ngưng mắt nhìn, người này không phải ai khác, chính là Liễu Thanh Vũ. Lúc này Liễu Thanh Vũ sắc mặt âm trầm, trong mắt ẩn chứa sát ý lạnh lẽo. Đúng vậy, lúc này trong lòng Liễu Thanh Vũ hận không thể lập tức giết Dương Diệp. Trước đây lúc hắn biết được mẫu thân của Dương Diệp là linh giả cảnh, y thực sự sợ, cho nên y vội vã về tới kiếm tông, sau đó trốn vào thất luyện phong khổ tu. Chỉ là y không nghĩ tới lúc y đi ra thất luyện phong, cả nhà Liễu gia đã bị người tiêu diệt. Nhưng y không ngờ tới diệt cả nhà y không phải là mẫu thân của Dương Diệp, mà lại là Dương Diệp. Còn Dương Diệp sau khi giết cả nhà y, người của Đại Tần Đế Quốc lại không xử lý Dương Diệp, còn để cho Dương Diệp quay trở về kiếm tông. Tại sao Đại Tần Đế Quốc không xử lý Dương Diệp, y không biết được, cũng không muốn tìm hiểu, y chỉ biết là, ngày hôm nay y muốn báo thù cho tộc nhân của mình. Y sợ hãi mẫu thân của Dương Diệp, thế nhưng quyết không sợ hãi Dương Diệp. Y thừa nhận thiên phú của Dương Diệp ở trên y, nếu để cho Dương Diệp thời gian, nhất định Dương Diệp sẽ vượt lên trước y. Nhưng mà bây giờ, Dương Diệp chỉ là một phàm nhân cảnh mà thôi, coi như là hắn xông qua tầng thứ 22, hắn vẫn như cũ chỉ là một phàm nhân cảnh. Y đã quyết định, đợi lát nữa cùng Dương Diệp giao thủ, ngay từ đầu lập tức sử dụng thủ đoạn lôi đình tuyệt sát Dương Diệp, không để cho trưởng lão kiếm tông có cơ hội nghĩ cách cứu viện Dương Diệp. Đi qua một canh giờ, Dương Diệp còn chưa có xuất hiện, một số đệ tử ngoại môn lâu đời nhìn không được bắt đầu giễu cợt. Dương Diệp có phải sợ rồi hay không? Không dám tới, ha ha. Đúng vậy, ta đã nói rồi, coi như hắn xông qua tầng thứ 22 thì như thế nào? Bây giờ hắn chỉ là một phàm nhân cảnh, không thể là đối thủ của tiên thiên cảnh tứ phẩm, Thanh Vũ sư huynh. Biết khó mà lui cũng tốt, bất kể như thế nào, Dương Diệp cũng là thiên tài của kiếm tông chúng ta. Chỉ là hy vọng sau chuyện này, hắn học được đạo lý làm người. Ta cảm thấy được, không chỉ có Dương Diệp, chính là những đệ tử ngoại môn mới tấn thăng cũng phải học cách làm người biết điều, nghe nói bọn họ gây dựng cái gì kiếm môn, hơn nữa 8 phần 10 trở lên đệ tử ngoại môn mới tấn thăng đều gia nhập trong đó, đó là muốn làm gì? Chúng ta còn chưa đi, vậy mà bọn họ bắt đầu muốn xưng bá ngoại môn. Hắc hắc, kiếm môn, các vị sư huynh, chuyện ngày hôm nay trôi qua. Chúng ta đi dạy một chút những đệ tử ngoại môn mới tấn thăng này đạo lý làm người, các ngươi thấy thế nào? Tốt, tính ta một người. Ta cũng coi như một người. Đệ tử ngoại môn lâu đời hình như cố ý nói để đệ tử ngoại môn mới tấn thăng nghe thấy, âm thanh cực kỳ lớn, thế cho nên bên trái đệ tử ngoại môn đều nghe rõ ràng. Đệ tử ngoại môn phía bên trái ai cũng tức đến đỏ bừng cả mặt, nếu như không phải sợ tông quy xử phạt, bọn họ cũng không nhịn được mà ra tay.
Nếu như bọn họ chỉ vũ nhục Dương Diệp, rất nhiều đệ tử ngoại môn vẫn sẽ không tức giận, thế nhưng những đệ tử ngoại môn lâu đời đều sỉ nhục tất cả đệ tử ngoại môn mới tấn thăng. Thử hỏi bọn họ làm sao không tức? Thanh Tuyết sư tỷ, Dương Diệp sư huynh sao còn chưa đến? Bên cạnh Thanh Tuyết, một người đệ tử ngoại môn nhìn không được hỏi. Trong âm thanh đã có một ít oán khí. Thanh Tuyết xoay người nhìn đám đệ tử phía sau, khi nhìn thấy sắc mặt đám đệ tử đều đỏ bừng, bộ dạng giống như bị tức không nhẹ, lập tức chân mày nhíu một cái, trong lòng thấp giọng nói, rốt cuộc ngươi đang làm gì đấy? Kỳ thực nàng có thể lý giải tâm tình của những người này, bởi vì lúc này trong lòng nàng cũng là có chút oán khí, nàng tin tưởng Dương Diệp sẽ không sợ chiến đấu, thế nhưng Dương Diệp còn chưa có xuất hiện, điều này làm cho nàng không khỏi sinh ra một ít suy nghĩ khác. Một trận chiến này không chỉ liên quan đến Dương Diệp cùng Liễu Thanh Vũ, còn liên quan đến danh tiếng kiếm môn, nếu như Dương Diệp thắng, thanh thế kiếm môn có thể xông thẳng lên trời, ngoại môn sẽ không có một thế lực nào đối kháng được kiếm môn. Coi như là Dương Diệp bại, vậy cũng không lo, chỉ cần Dương Diệp cùng đối phương chiến đấu một thời gian, vậy cũng là tuy bại mà vinh, tuy ảnh hưởng một chút đến danh tiếng kiếm môn, nhưng vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Nhưng nếu như Dương Diệp sợ chiến, vậy thì xong rồi. Đến lúc đó mọi người trong kiếm môn không thể ngóc đầu lên được, đến lúc đó, khẳng định không ai nguyện ý về phe kiếm môn. Tất cả mọi chuyện, một trận chiến này cực kỳ quan trọng. Mà rốt cuộc Dương Diệp đang làm gì đấy? Lúc này Dương Diệp đang ở một khu rừng rậm rạp ở Thanh Phong Cốc, tay hắn cầm trường kiếm, đứng trước một cây thiết lựu lớn đã mấy ngày. Sau khi trở về từ Thập Vạn Đại Sơn, Dương Diệp tiếp tục vùi đầu khổ tu, lúc 4 ngày trước. Lúc Dương Diệp rút kiếm luyện tập, đột nhiên hắn tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị, tựa như lúc trước hắn gặp phải tiểu tử kia, lúc bị siêu cấp cường giả thần bí kia áp bách tiến vào cái loại kỳ dị trạng thái này. Ở trong trạng thái này, giống như hắn đã chạm tới vật gì đó, nhưng lúc đó bị người hãm hại cắt đứt. Lúc đó làm cho Dương Diệp tức giận không ngớt. Mà bây giờ Dương Diệp lần nữa tiến nhập loại trạng thái này. Mà hắn trong trạng thái này đã 4 ngày 4 đêm rồi. Xì rào. Đột nhiên. Lấy Dương Diệp làm trung tâm, những lá cây bên cạnh Dương Diệp bay lên, những cành cây xung quanh giống như bị cuồng phong thổi tung, điên cuồng mà lay động. Trên mặt đất, lá cây tung bay ngày càng nhiều, những lá cây giống như được một bàn tay vô hình khống chế, phiêu động xung quanh Dương Diệp, mà những cành cây to xung quanh giống như bị tàn phá, rất nhiều cành cây phát ra âm thanh kẽo kẹt, trên cây kia lá cây cũng đang chậm rãi bay xuống, trong lúc này, toàn bộ cảnh tượng có vẻ hơi quỷ dị. Rằng co khoảng chừng nửa canh giờ, sau một khắc, Dương Diệp hai mắt đột nhiên mở, trong mắt hàn quang lóe lên, lá cây ở trước mắt bỗng hóa thành mảnh vụn đầy trời, đồng thời, Dương Diệp rút kiếm quét ra xung quanh. Không có kiếm khí xuất hiện, vậy mà mấy cây đại thụ xung quanh cách Dương Diệp mấy chục mét cũng ầm ầm ngã xuống. Còn chưa kết thúc, trường kiếm của Dương Diệp đột nhiên lao ra vỏ kiếm, ở trong sân vạch ra mấy vệt kiếm quang, sau đó tự động bay trở về vỏ kiếm. Ầm ầm. Lúc trường kiếm vừa bay về, trong khoảnh khắc, lấy Dương Diệp làm trung tâm, hơn 10 cây đại thụ xung quanh ầm ầm ngã xuống, cành lá văng lên khắp trời. Giữa sân, nhìn trước mắt tất cả, Dương Diệp thấp giọng nói, đây chính là ý cảnh mà Thanh Thi nói sao. Nói xong, Dương Diệp xoay người hướng phía cửa cốc đi tới, lúc này hắn không có thời gian đi nghiên cứu ý cảnh này, hắn không biết hôm nay là ngày nào, chỉ hy vọng sẽ không trôi qua ước hẹn với Liễu Thanh Vũ. Lúc Dương Diệp đi ra cửa cốc, bốn mỹ phụ mặc cung trang đi tới Thái Thanh Sơn. Dương Diệp ra cửa cốc định hỏi thăm một chút hôm nay là ngày nào, nhưng làm cho hắn kinh ngạc chính là hắn lại không tìm được một gã đệ tử ngoại môn. Dương Diệp chưa từ bỏ ý định, ở ngoại môn đi dạo một vòng, rốt cuộc tìm được một đệ tử tạp dịch mới tới kiếm tông. Từ trong miệng đệ tử tạp dịch này biết được, những người đó đều đi sinh tử đài. Dương Diệp lập tức vội vã chạy tới sinh tử đài. Lúc đi tới sinh tử đài, Dương Diệp bị sợ giật mình, thật là nhiều người, đệ tử ngoại môn lâu đời cùng mới tấn thăng ước chừng hơn một vạn, mà hơn một vạn đệ tử hầu hết đều đi tới sinh tử đài, như vậy có phải nhiều hay không? Nhìn đoàn người đông đúc chằng chịt này, Dương Diệp hơi lúng túng một chút, bởi vì hắn đang suy nghĩ làm sao lên được sinh tử đài, hiện tại hắn cũng không bay được. Bất đắc dĩ, Dương Diệp chỉ có thể đi tới một tên đệ tử ngoại môn ở phía sau. Vỗ vỗ bả vai đệ tử ngoại môn, nói, sư huynh, nhường đường một tí. Tên đệ tử mới tấn thăng bị Dương Diệp vỗ vai, lúc trước bị đệ tử ngoại môn lâu đời châm chọc đang khó chịu, nhìn thấy có người động phải mình,
lập tức không cần quay đầu, nói, sư huynh ta đang nổi nóng, đừng tới phiền ta. Dương Diệp có chút cười khổ, sờ lỗ mũi một cái, sau đó lại vỗ vỗ bả vai đệ tử kia, nói, sư huynh, làm phiền nói hộ ta đã đến muộn. Ta đã nói, người kia có chút khó chịu xoay người chuẩn bị nổi giận, xong, khi hắn nhìn Dương Diệp, hắn giống như nhìn thấy quỷ, tay chỉ Dương Diệp, nửa ngày nói không ra lời. Nhìn thấy bộ dạng tên đệ tử trước mắt này, Dương Diệp có chút buồn bực, có cần giống như nhìn thấy quỷ như vậy hay không? Lúc hắn đang chuẩn bị nói chuyện, tên đệ tử kia đột nhiên xoay người hướng về xung quanh biển người, la lớn, Dương Diệp tới, Dương Diệp tới. Dưới sự gia trì của huyền khí, tiếng hét lập tức lấn át tất cả tạp âm trên sân. Sau đó, tất cả mọi người nhìn qua phía bên này, không nhìn tên đệ tử đó, lúc này ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Trên sinh tử đài, Liễu Thanh Vũ mở hai mắt ra, nhìn về Dương Diệp dưới đài, trong mắt có sát ý không che giấu chút nào. Ở nơi nào đó, khi nhìn thấy Dương Diệp, trong lòng Thanh Tuyết nhất thời thở dài một hơi, Dương Diệp rốt cuộc xuất hiện. Lúc trước, tuy là mặt ngoài nàng bình tĩnh không gì sánh được, thế nhưng trong lòng lại khẩn trương muốn chết, đây là một trận chiến liên quan đến danh tiếng cùng tương lai của kiếm môn, nàng sao có thể không khẩn trương. Lần này Dương Diệp coi như đã hiểu cái gì gọi là vạn chúng chú mục, hướng về phía những đệ tử bên cạnh hắn khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi đi về phía sinh tử đài. Những đệ tử xung quanh đều rất tự giác lui về phía sau, nhường ra một con đường cho Dương Diệp. Trên đài, Dương Diệp cùng Liễu Thanh Vũ cách xa nhau 4-5 trượng, trong mắt hai người đều là sát ý. Tào Hỏa nhìn hai người một chút, sau đó trầm giọng nói, Liễu Thanh Vũ, Dương Diệp, hai người các ngươi đều là thiên tài của kiếm tông, ai chết cũng là tổn thất của kiếm tông. Ân oán giữa các ngươi, ta cùng với chúng trưởng lão ngoại môn nguyện ý điều giải cho các ngươi bỏ qua cuộc chiến sinh tử lần này, có thể không? Thù diệt tộc, không đội trời chung, Liễu Thanh Vũ lạnh giọng nói. Dương Diệp không nhìn Liễu Thanh Vũ, nhìn về phía Tào Hỏa nói, Tào trưởng lão, bắt đầu đi. Ân oán giữa ta và y không thể hóa giải. Nghe vậy, Tào Hỏa thấp giọng thở dài, sau đó nói, sinh tử đài, sinh tử đều xem bản lãnh của mình, bắt đầu đi. Nói xong, Tào Hỏa đi xuống đài, giao phó sinh tử đài cho Dương Diệp cùng Liễu Thanh Vũ. Liễu Thanh Vũ khẽ động cổ tay, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, không hề nói nhảm, khẽ động thân hình, huyễn hóa ra vài ảo ảnh thật mỏng, đâm về phía Dương Diệp. Mặc dù ảo ảnh có chút mỏng, nhưng đã có thể mê hoặc được người khác. Bởi vì Liễu Thanh Vũ không có trực tiếp công kích Dương Diệp, mà là thi triển mê tung bộ xung quanh Dương Diệp, bởi bản thân Liễu Thanh Vũ tốc độ quá nhanh, cho nên ở xung quanh Dương Diệp đã xuất hiện hơn 20 ảo ảnh, lại đang không ngừng tăng lên, thế nên rất nhiều đệ tử ở dưới đài nhất thời không nhìn thấy bản thể Liễu Thanh Vũ. Nhìn thấy một màn này, có đệ tử phía dưới kinh hô, mê tung bộ, lại là huyền giai hạ phẩm thân pháp, mê tung bộ, hơn nữa Liễu sư huynh còn tu luyện ra 3 ảo ảnh, lần này Dương Diệp gặp nguy hiểm rồi. Đúng vậy, không nghĩ tới Thanh Vũ sư huynh đã tu luyện mê tung bộ đến đại thành cảnh giới, có mê tung bộ, lại cộng thêm số lượng huyền khí của tiên thiên cảnh, có thể nói Liễu sư huynh đang đứng ở thế bất bại. Đừng khẳng định như vậy, Dương Diệp là tồn tại có thể xông đến kiếm nô tháp thứ tầng 22, khẳng định hắn có sát chiêu gì đó, chúng ta tiếp tục xem một chút đi. Trên đài, lúc Liễu Thanh Vũ thi triển ra thân pháp mê hoặc người, hai mắt Dương Diệp lập tức đóng lại, hắn không thể không thừa nhận, thân pháp này của Liễu Thanh Vũ thật sự tốt hơn tật phong bộ của hắn. Nhưng muốn dùng thân pháp này tới giết hắn, không thể nghi ngờ là đang nói vớ vẩn. Nhìn thấy Dương Diệp nhắm lại hai mắt Liễu Thanh Vũ khẽ híp lại, đương nhiên y sẽ không cho là Dương Diệp ngu ngốc đến mức nhắm mắt lại cùng y chiến đấu. Dương Diệp nhắm mắt, hơn phân nửa là vì không để hai mắt bị mê tung bộ của y mê hoặc. Nhưng nếu đối phương nhắm hai mắt lại, vậy thì y sẽ không nhượng bộ. Một vệt hàn quang hiện lên, trường kiếm trong tay Liễu Thanh Vũ đâm về phía gáy của Dương Diệp. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra, xoay người, một cỗ khí thế ác liệt vô hình từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra, tràn về phía Liễu Thanh Vũ. Lúc cảm thụ được cỗ khí thế đó, Liễu Thanh Vũ kinh hãi gần chết, bởi vì bên dưới khí thế kia, y lại xuất hiện ý nghĩ không muốn chiến đấu nữa, đúng vậy, khí thế kia làm y không còn can đảm để phản kháng. Cũng may phản ứng của y cũng không yếu, lập tức ngăn chặn ý nghĩ trong lòng, đâm về phía Dương Diệp. Chỉ là tốc độ lúc này chậm hơn nhiều so với trước kia. Nhưng đúng vào lúc này, Dương Diệp đã rút kiếm.
giữa sân có hàn quang lóe lên, lúc kiếm của Liễu Thanh Vũ cách cổ họng Dương Diệp mấy đốt ngón tay, mọi thứ ngưng lại. Liễu Thanh Vũ nhìn Dương Diệp, ngơ ngác nói, được lắm, kiếm thật là nhanh. Nói xong, một tiếng phốc xuất hiện, máu tươi từ cổ họng Liễu Thanh Vũ bắn ra, sau đó Liễu Thanh Vũ chậm rãi ngã xuống. Mọi người lập tức ngây dại. Không nhìn mọi người dưới đài đang ngây ngốc, Dương Diệp đi tới trước mặt Liễu Thanh Vũ, lấy đi không gian giới chỉ của Liễu Thanh Vũ, sau đó đi xuống dưới đài. Lúc nãy trong khi giao chiến, Dương Diệp hiểu ra một ít tác dụng của ý mà bản thân đã lĩnh ngộ, đó là áp chế cùng trói buộc, lúc hắn thi triển ra ý, hắn cảm thấy rõ ràng, bất kể là khí thế hay tốc độ của bản thân Liễu Thanh Vũ đều bị áp chế cùng trói buộc. Cũng bởi vì như thế, hắn có thể đơn giản giải quyết Liễu Thanh Vũ chỉ bằng một kiếm. Hơn nữa, Dương Diệp tin tưởng, cái ý này không chỉ có tác dụng như vậy, bởi vì lúc hắn vận dụng đến ý, tốc độ xuất kiếm cùng khí thế của bản thân đều nhanh hơn bình thường, cũng mạnh hơn rất nhiều. Nói tóm lại, ý giống như một loại hỗ trợ, có thể giúp thực lực toàn thân tăng lên rất nhiều. Lúc Dương Diệp đi xuống sinh tử đài, mọi người mới phục hồi lại tinh thần, sau đó đám người bên Thanh Tuyết nhất thời kích động hoan hô. Lúc trước Dương Diệp đến trễ, làm cho bọn họ chịu không ít tức giận từ đệ tử ngoại môn lâu đời, hiện tại Liễu Thanh Vũ tên kia bị một kiếm giết chết trong nháy mắt, đây là ở trước mặt bọn họ và mặt đám đệ tử ngoại môn lâu đời, thử hỏi bọn họ làm sao không cao hứng, làm sao không kích động. Dưới đài, sau khi Thanh Tuyết hết khiếp sợ thì lộ ra nụ cười, 3 năm về sau, không ai có thể địch lại uy vọng của kiếm môn bên trong ngoại môn. Trong đám người, sau khi Giang Nguyên tỉnh hồn lại, trong lòng y dâng lên một cảm giác vô lực sâu đậm. Ban đầu y còn tưởng thực lực của bản thân cùng Dương Diệp cách biệt không lớn, thậm chí, y còn cho rằng nếu như trước đây Dương Diệp không đánh lén, cùng y chính diện đánh nhau mà nói, y sẽ có 7 thành chắc chắn đánh bại Dương Diệp. Nhưng mà bây giờ, sự thật trước mắt nói cho y biết, mặc dù y là tiên thiên cảnh, Dương Diệp là phàm nhân cảnh, thế nhưng sự chênh lệch giữa bọn họ cũng lớn vô cùng, y không thể nào đuổi theo Dương Diệp trong một thời gian ngắn được. Còn đám đệ tử ngoại môn lâu đời vẫn còn đang khiếp sợ, xếp hạng 29 trên ngoại môn bảng, cường giả tiên thiên cảnh, Liễu Thanh Vũ cứ như vậy bị miểu sát, điều này đại biểu thế nào? Đại biểu rất nhiều đệ tử ngoại môn sẽ không phải đối thủ của Dương Diệp. Mà Dương Diệp chỉ là một gã phàm nhân cảnh. Sự thật tàn khốc này làm cho rất nhiều đệ tử ngoại môn lâu đời không thể nào chấp nhận được. Dương Diệp không để ý những đệ tử kia, bây giờ hắn thầm nghĩ sẽ đi Thanh Phong Cốc để nghiên cứu ý một chút. Sau đó ngày mai đi tham gia khảo hạch nội môn. Lúc đầu sau khi mẫu thân bị bắt, Dương Diệp cũng không quá để ý đối với danh hiệu đệ tử nội môn, thế nhưng sau khi Tiểu Giao gia nhập kiếm tông, hắn cảm thấy cần phải đề cao địa vị ở kiếm tông, như vậy mới có thể bảo hộ Tiểu Giao tốt hơn. Cho nên, hắn quyết định đi tham gia khảo hạch nội môn. Nhưng đúng lúc này, bầu trời xẹt qua một vệt bạch quang, một người trung niên xuất hiện ở trên sinh tử đài. Nhìn thấy người trung niên này, dưới đài vốn đang cực kỳ ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh lại, bởi vì có thể ngự kiếm đã đại biểu cho linh giả cảnh. Ở trước mặt linh giả cảnh, bọn họ cũng không dám làm càn. Người trung niên kia nhìn lướt qua đám người, sau đó nhìn Tào Hỏa đã đứng trên đài, nói, Tào Hỏa, ai là Dương Diệp? Tào Hỏa ngẩn ra, không biết tại sao người trước mắt muốn tìm Dương Diệp, nhưng hắn cũng không dám hỏi, hắn cũng không thể trêu chọc người này. Lập tức chỉ Dương Diệp ở dưới đài, nói, chính là hắn. Người trung niên nhẹ gật đầu, sau đó tới trước mặt Dương Diệp, sau khi quan sát Dương Diệp, nói ta phụng mệnh chấp kiếm trưởng lão, đưa ngươi đi vào Thái Thanh Điện, đi theo ta. Nhìn thấy thái độ của Tào Hỏa đối với người trung niên này, tuy Dương Diệp hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng không dám cự tuyệt, lập tức nhẹ gật đầu. Người trung niên vung tay phải lên, mang theo Dương Diệp biến mất tại chỗ. Lúc Dương Diệp đi tới nơi trước kia chỉ có thể nghe qua, Thái Thanh Điện, sắc mặt Dương Diệp nhất thời trở nên âm trầm, bởi vì bên trong Thái Thanh Điện có 4 gã Mỹ phụ đứng đó, mà một gã Mỹ phụ trong số đó là người đã bắt đi mẫu thân của hắn, Phượng Vũ. Lúc Dương Diệp tiến vào đại điện, ánh mắt mọi người đều rơi lên người của hắn, ban đầu hắn còn không hiểu chấp kiếm trưởng lão vì sao muốn gặp hắn, bây giờ nhìn thấy Phượng Vũ, hắn đã hiểu ra phần nào. Người đến không có ý tốt. Dương Diệp hít sâu một hơi, tiến lên phía trước hướng về một lão nhân thi lễ, nói, đệ tử ngoại môn, Dương Diệp, ra mắt chấp kiếm trưởng lão. Lão nhân tóc trắng khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Phượng Vũ 4 người, nói, 4 vị, các
các ngươi đường xa đến đây, như vậy cũng đã mệt mỏi, Thanh Thi, đưa bốn vị quý khách đi nghỉ ngơi. Lông mày Tô Thanh Thi cau lại, nàng nhìn Dương Diệp một cái, do dự một chút, sau đó đi tới trước mặt Phượng Vũ, nói, mời đi theo ta. Thấy lão nhân không cho các nàng ở lại nơi này, một người mỹ phụ sau lưng Phượng Vũ có chút không vui, định nói, nhưng Phượng Vũ lại lắc đầu, sau đó nói, làm phiền. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, sau đó xoay người mang theo bốn người đi ra ngoài điện, chỉ là lúc đi ngang qua Dương Diệp nhìn Dương Diệp một cái, trong mắt thoáng hiện vẻ lo âu. Phượng Vũ cũng nhìn Dương Diệp một lần, có điều trong mắt không có lo lắng, chỉ có châm chọc. Thấy như vậy, nội tâm Dương Diệp trầm xuống, đúng lúc này, lão nhân tóc trắng kia nhìn Dương Diệp, hỏi, mẹ ngươi là đệ tử của Bách Hoa Cung. Dương Diệp ép xuống bất an trong lòng, ôm quyền, nói, vâng. Bách Hoa Cung muốn kiếm tông chúng ta giao ra huynh muội các ngươi, ngươi thấy thế nào? Lão nhân tóc trắng nói ngay vào điểm chính. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó cười tự giễu, nói chấp kiếm trưởng lão, nếu như các ngươi đã quyết định, ta thấy thế nào có quan trọng không? Nghe Dương Diệp nói có phần ai oán, lão nhân trầm mặc. Về suy nghĩ của hắn, hắn cũng không muốn giao đệ tử trong tông môn cho người khác, bởi vì như thế sẽ làm nội tâm đệ tử nguội lạnh. Thế nhưng lần này, hắn không thể không giao, thực lực của Bách Hoa Cung còn mạnh hơn kiếm tông rất nhiều, hơn nữa Bách Hoa Cung còn có lý do rất chính đáng. Nhưng mà giao ra, nhất định sẽ làm nguội lạnh rất nhiều trái tim đệ tử. Lúc này, một gã trung niên mũi ưng bên cạnh lão nhân tóc trắng mở miệng, nói, Ngọc Lâm sư huynh, bây giờ kiếm tông cùng quỷ tông đã như nước với lửa, chúng ta thực sự không nên cùng Bách Hoa Cung kết thù kết oán. Hơn nữa Bách Hoa Cung còn có lý do đầy đủ như vậy, nếu chúng ta không giao người, không chỉ có kết thù kết oán với Bách Hoa Cung, đây thật là không khôn ngoan. Nói xong, tên trung niên này xoay người nhìn Dương Diệp, nói tiểu tử, ta với ngươi không quen biết, nói những lời này cũng không phải là nhằm vào ngươi, ta chỉ vì kiếm tông mà thôi. Ngày sau nếu như ngươi còn có thể sống sót, đồng thời nếu muốn báo thù, có thể tới tìm ta, ta tên là Xích Hỏa. Dương Diệp nhẹ gật đầu, không sợ hãi nói, tiểu tử nhớ kỹ, ngày sau nếu là có thể sống sót, nhất định sẽ tìm Xích Hỏa tiền bối đòi một lời giải thích. Nghe vậy, bốn gã trung niên cùng người đứng đầu là Ngọc Lâm ngoài ý muốn nhìn Dương Diệp một cái, lúc trước quả thực đã xem thường người thiếu niên trước mắt này. Xích Hỏa tán thưởng nhìn Dương Diệp, nói tiểu tử, lòng can đảm cùng khí độ của ngươi đúng là rất tốt, nếu không phải vì kiếm tông, lão phu ngược lại cũng không muốn cho ngươi chịu chết. Tiền bối, vãn bối cả gan hỏi một câu, năm đó tổ sư ra sáng lập tông môn có ý nghĩa gì? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Xích Hỏa nhướng mày, nói, ngươi nói xem có ý nghĩa gì? Dương Diệp chậm rãi nói, vì sao có nhiều người muốn gia nhập vào tông môn như vậy? Bởi vì sau khi gia nhập tông môn không chỉ được nhiều tài nguyên tu luyện, đại biểu cho một loại vinh dự, đại biểu cho sau này sẽ không bị người bắt nạt. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, nếu như đệ tử đi đến thế tục, những đệ tử của thế gia kia nếu như biết ta là đệ tử của kiếm tông, coi như đệ tử chỉ là một đệ tử ngoại môn, bọn họ cũng sẽ kính trọng vài phần. Năm đó tổ sư ra đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, trên đời đã không còn ai có thể khi dễ hắn, vậy tại sao người còn muốn sáng lập kiếm tông? Vãn bối cảm thấy, ngoại trừ để cho đạo thống của lão nhân gia người lưu truyền đến nay ra, còn vì muốn cho đệ tử của người đoàn kết lại, bởi vì chỉ có đoàn kết lại, cho dù lão nhân gia người mất đi, đệ tử của người vẫn sẽ không bị người khi dễ. Nói tóm lại chính là đoàn kết, một cái tông môn chỉ có đoàn kết mới không bị người khi dễ. Sinh mạng của đệ tử không phải chân quý, chết cũng không sao. Nhưng nếu các vị tiền bối giao ta cùng muội muội của ta ra, những đệ tử của kiếm tông sẽ nghĩ như thế nào? Người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Một tông môn không thể bảo vệ nổi đệ tử của mình, các vị tiền bối, các ngươi cảm thấy sẽ còn có người gia nhập sao? Còn sẽ có người cho rằng gia nhập kiếm tông là một loại vinh dự sao? Còn vì vinh dự ấy để nỗ lực phấn đấu sao? Nói xong, Dương Diệp hít một hơi thật sâu. Hắn không muốn chết, càng không muốn muội muội chết, hắn còn muốn cứu mẫu thân, cho nên hắn nhất định phải tranh thủ đến một cơ hội sống. Tranh thủ thì còn có cơ hội, nếu không tranh thủ, vậy thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Trong đại điện, tất cả mọi người trầm mặc, Dương Diệp nói rất nhiều, nhưng chỉ có một câu tác động đến bọn họ, đó là câu tông môn không thể bảo vệ đệ tử của mình, sẽ còn có người gia nhập vào sao? Mấy người bọn họ không thể không thừa nhận, những lời đó rất có đạo lý.
Thế nhưng nếu không giao Dương Diệp ra, vậy thì làm sao ăn nói với Bách Hoa Cung? Phải biết rằng, chuyện này là bọn họ đối lý, nếu như bọn họ không giao ra Dương Diệp, có thể nói là vả mặt Bách Hoa Cung. Thời điểm hiện tại, thật sự Kiếm Tông không thể kết oán với Bách Hoa Cung, phải nói là vì một cái đệ tử ngoại môn mà cùng Bách Hoa Cung kết thù kết oán thì không đáng. Nghĩ vậy, Xích Hỏa cùng ba người bên cạnh hắn nhìn về phía Ngọc Lâm. Thủ vị Ngọc Lâm khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, Dương Diệp, lời của ngươi có chút đạo lý, sở dĩ Kiếm Tông có địa vị ngày hôm nay, cũng là vì đoàn kết. Cho nên, Kiếm Tông nhất định sẽ không vứt bỏ đệ tử của mình. Lúc Dương Diệp cảm thấy vui mừng, Ngọc Lâm lại nói, nhưng mà Dương Diệp, ngươi cũng không phải đệ tử của Kiếm Tông. Nụ cười trên mặt Dương Diệp cứng đờ, nói chấp kiếm trưởng lão muốn trục xuất đệ tử ra khỏi Kiếm Tông trước, sau đó giao đệ tử cho Bách Hoa Cung. Ngọc Lâm lắc đầu, nói, nếu ta thực sự làm như vậy, vậy thì cùng với trực tiếp giao ngươi cho Bách Hoa Cung có gì khác nhau? Ý tứ của ta đó là, ngươi còn chưa phải đệ tử của Kiếm Tông. Dương Diệp trầm giọng nói, vãn bối đã thông qua ngoại môn khảo hạch. Ngọc Lâm nói, ngươi đã có tín vật của đệ tử ngoại môn Kiếm Tông chưa? Nghe vậy, con ngươi Dương Diệp co rụt lại, nghe được lời này, đột nhiên hắn nhớ đến trước đây mình đã lo chuyện nhà mà bỏ qua luận võ đệ tử ngoại môn, cho nên cũng không nhận được tín vật cùng trang phục từ trưởng lão Kiếm Tông phân phát, mà sau khi hắn trở về Kiếm Tông, cũng quên mất chuyện này, nói cách khác, thực sự hắn chưa tính là đệ tử Kiếm Tông. Một lúc lâu, Dương Diệp lắc đầu nở nụ cười, liếc mắt nhìn mấy người trên đài, nói, thì ra các vị tiền bối cũng đã sớm quyết định, ta còn tưởng rằng chuyện này có thể thay đổi, buồn cười thật. Ngọc Lâm hít một hơi, kỳ thực hắn cũng không muốn quyết định như vậy, thế nhưng vì Kiếm Tông, hắn không thể không làm như vậy. Kiếm Tông hiện tại không giống ngày xưa, tuy đều nằm trong lục đại thế lực, thế nhưng bất luận là cao thủ phía trên hay đệ tử phía dưới đều kém hơn Bách Hoa Cung. Hơn nữa Quỷ Tông cùng Kiếm Tông bây giờ đã như nước với lửa, nếu như Bách Hoa Cung đột nhiên đứng về phía Quỷ Tông, vậy chắc chắn là một cái đại nạn đối với Kiếm Tông. Còn như Dương Diệp nói, chuyện này có thể làm trái tim các đệ tử chán nản nhất định không xảy ra, bởi vì Dương Diệp cùng muội muội hắn sẽ lặng lẽ biến mất. Chấp kiếm trưởng lão, liệu có thể chỉ giao ra một mình Dương Diệp được không, có thể buông tha muội muội của ta không? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Ngọc Lâm, hỏi. Ngọc Lâm lắc đầu, nói, Bách Hoa Cung muốn huynh muội hai người các ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi đóng chặt, sau một khắc, Dương Diệp chợt mở hai mắt, một cỗ khí thế vô hình chợt bộc phát ra, lúc cỗ khí thế này xuất hiện, trường kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên phát ra một tiếng kiếm minh. Ánh mắt Dương Diệp chậm rãi lướt qua bốn gã trung niên, cuối cùng rơi lên người Ngọc Lâm, nói, từ giờ trở đi, ta, Dương Diệp, không phải là đệ tử của Kiếm Tông. Lúc nghe thấy Ngọc Lâm không muốn bỏ qua muội muội của hắn, Dương Diệp mới thật sự rất thất vọng đối với Kiếm Tông. Lúc năm người cảm nhận được khí tức phát ra từ thân thể Dương Diệp, sắc mặt năm người giữa sân kịch biến, khuôn mặt lúc này tràn ngập kinh hãi cùng không thể tin nổi. Ngọc Lâm giống như người mất hồn, thấp giọng lẩm bẩm nói, làm sao có thể, lại là kiếm ý. Ha ha, được, Kiếm Tông, tông môn như vậy, không gia nhập cũng được. Ha ha. Đúng lúc này, một lão nhân đi vào trong đại sảnh cười lớn, mà bên cạnh lão nhân, còn có một nữ hài đi theo, nữ hài này không phải ai khác, chính là Bảo Nhi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.